Cảm ơn Chúa đã ban về rồi, cảm ơn Chúa đã ban cho bà sức khỏe để trở về với vòng cánh của sáng. Amen, cảm ơn Chào Chúa. Đó, bà nội vừa vô một cái là tất cả đều hân hoan chào đón bà nội. Cảm ơn Chúa. cầu nguyện cho ngoại cửa khỏe, Amen. cái nội sống Hình ở như bên bà nội cuối. đi bệnh viện về thấy bà nội trẻ hơn á, bà nội khỏe hơn á, trẻ khỏe nè, đẹp hơn nữa nè. Tại sao tại mình vô mình gặp anh chị em mình đó, mình cầu nguyện mình vui. Amen, cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Nghe bệnh Tôi viện nghe chị Thủy nói là bệnh viện sẽ gửi y tá tới để chăm sóc cho bà nội mỗi tuần 3 lần đó, để mà trị liệu rồi. họ nhắc nhở mình về ăn Vâng, uống sao sao, đó, tập thể cảm dục ơn Chúa. nữa. Thì mình qua bên Mỹ này đó, ở tuổi cao rất là có lợi, là về vấn đề y tế xã hội đó, họ chăm sóc mình rất là tốt. Cảm ơn Chúa. Thầy Tịnh phấn đấu nha, thầy Tịnh với cô Hòa vài năm nữa mình thi quốc tịch. Ngày Cảm ơn đầu Chúa. tiên mà thấy một bà nội mà ngày hôm qua đang ở viện mà ngày hôm nay ra cùng với phòng cầu nguyện, cảm ơn Chúa nhiều quá. Amen, Ban cảm ơn cho Chúa. bà Thì cũng thầy là thầy học được cái tâm tình đó, thấy không? Thấy một người đi trước như bà nội Hallelujah có cái tâm tình tìm kiếm Chúa, thờ phượng Chúa, vừa mới xuất viện là hôm nay sáng vô để cầu nguyện với phòng canh rồi. Thành ra Amen. mình còn trẻ, mình thế hệ sau thì mình sẽ noi Học gương, tập, nói gương học tập. học tập tấm gương của bà nội Hallelujah đó, vừa mới khỏe mạnh là Amen. đã đi cầu nguyện rồi đó. Cảm ơn Chúa. Amen. Rồi bây giờ á, mình Amen. hiệp một với lại thầy Tịnh ha, để tạ ơn Chúa về ơn của Amen. Chúa ở Bà trên bà nói em nội, sao để nhiều. cho bà nội được trở về bình an, rồi cho bà nội được hôm nay vô phòng cầu nguyện nữa. Mình cầu nguyện nha thầy Tịnh nha. Thầy Tịnh cảm ơn Chúa về ơn của Chúa ở trên bà nội, và song song đó thì xin Chúa cho chúng ta học được cái tấm gương mà bà nội đang có, đó là chúng ta vào ở trong sự hiện diện của Chúa bất kỳ lúc nào khi được. Quý vị thấy không, tại sao mà mục sư có cái tâm tình này đó? Mục sư cũng học từ nơi bà nội và nơi một người nữa, đó là ba vợ. Ông là người cầu nguyện. Rồi bây giờ là mẹ ruột của mình đó, thấy không? Đó cho nên không có tự nhiên mà mình là như vậy đâu, bởi vì những người đi trước mình đã để lại tấm gương đó, cho nên bây giờ bà nội đang để lại tấm gương đó cho những người trẻ. Cho nên thầy Tịnh thay mặt mộng canh cảm tạ Chúa về ơn của Chúa đã chữa lành và đưa bà nội về. Chúa tiếp tục chữa lành cho bà nội khỏe mạnh luôn luôn, và điều kế tiếp đó là xin Chúa cho thế hệ của chúng ta tiếp tục để lại những cái di sản, cái di sản lại cho con em chúng ta, đó là cái tinh thần cầu nguyện giống như vậy, cái tâm tình giống như vậy, dù có mệt dù có thế nào đi nữa nhưng mà sắp xếp để vào trong sự hiện diện của Chúa như như điều mà bà nội đang làm. Bây giờ chúng ta hãy mở với thầy Tịnh nha, và kính mời thầy Tịnh cầu nguyện ha. Amen. Cảm ơn một sư. Amen. Con xin tỉnh lại ba ngôi được của trời. Con trăm lại được hiện trời ba ngôi. Hôm nay con cùng với vòng vườn canh ở trong vườn nho, và con xin hợp lực để cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng con. Chúa ơi, Chúa là của chúng con. Con cảm ơn Chúa trong những ngày qua nghe tin là biết tin bà nội Alusa, bà nội của Sam, bà nội của Sư Đông bị ốm. Con thấy được cái cảnh bà nội nằm trên giường, con rất là cảm động, rất là tiếc thương. Không ngờ Chúa đã giăng tay sức dầu để mà cho bà được bình an. Một ngày hôm qua cũng thấy bà ở trong bệnh viện, ngày hôm nay bà về cùng con cùng phòng cầu nguyện, cùng con cảm động vô cùng. Con cảm ơn Chúa và đã ban cho bà, ban cho hội thánh chúng con có một tấm gương để chúng con nói theo, học hỏi theo bà. Dù đang mệt mỏi, con biết sức khỏe của bà cũng chưa bình phục hẳn, được Chúa cứu là cho bà trở về với gia đình, cho bà được hồi phục. Nhưng mà sức khỏe của bà, con biết tuổi tác cũng như sức khỏe của bà hiện nay
đến việc nhập, nhưng mà bà Amen. Một tinh thần là, cùng với hội thánh, là cùng với anh em trong cơ đốc hội thánh Cửa Nho, để buổi sáng hôm nay chúng con gặp lại bà. Còn chúng con cũng tưởng tượng rằng ngày hôm nay cũng chưa gặp bà vì bà có thể được về nhà, nhưng mà bà đang mệt nhọc, đang nằm trên viện, đang nằm trên giường ở trong gia đình để con cái chăm sóc. Nhưng mà không ngờ, con không ngờ được cái vươn lên, cái mạnh mẽ, cái vượt khó của bà cùng với hội thánh Vườn Nho trong buổi sáng hôm nay để cầu nguyện. Con cảm ơn Chúa rất nhiều mà Chúa đã ban đến cho bà là một sức khỏe, một tinh thần mà chúng con là những người đi sau đáng phải học tập, phải noi gương bà. Con cảm ơn Chúa, con cầu mong Chúa ban cho bà nội Hallelujah, bà nội của Sam, Amen. Bà nội của Sư Đông sức khỏe lại bình thường, khỏe mạnh hơn trước, để cho bà cùng với chúng con ngày để cùng với hội thánh gặp bà trong những buổi sáng, để bà cầu nguyện cùng với hội thánh của Nho, đó là tấm gương để cho chúng con là những người đi sau học tập theo bà. Cảm ơn Chúa, con cảm ơn Chúa, con thỉnh dân Chúa lên lần cầu nguyện sáng hôm nay. Con xin dân Chúa sức giàu thêm cho bà. Amen. Để luôn luôn để khỏe mạnh cùng với chúng con. Con cảm ơn Chúa. Và sáng hôm nay con cũng xin cầu nguyện Chúa ban cho mục sư Đông. Hôm nay con nghe giọng của mục sư Đông trong hàng ngày, con gặp mục sư Đông cũng là trong trẻo hơn, khỏe mạnh hơn, nhưng mà sáng hôm nay thấy mục sư Đông có vẻ bệ dòng. Con xin Chúa sức dầu thêm cho mục sư Đông được khỏe mạnh để cầu nguyện cho chúng con. Con cảm ơn Chúa rất nhiều. Chúa thương, Chúa yêu, cũng giúp cho một thường xuyên có được sức khỏe, có được giọng nói trắng trẻo để cùng với hội thánh Chúa, cùng với chúng con. Hôm nay con xin cầu nguyện Chúa ban cho các cơ đốc của Chúa tuổi đã cao, trong đó có ba mẹ của cô Hồng, của cô Mai Trinh, tuổi cũng đã cao. Con xin cầu nguyện Chúa ban cho những người cao tuổi cùng với cô Mai, cùng với cô Nguyệt, cùng với chú Diệu, cùng với vợ chồng chúng con, tuổi cũng bắt đầu cao, chưa cao nhưng mà cũng đã cao dần rồi, để cho có sức khỏe để thường xuyên tới để hầu việc của Chúa hàng ngày trong công việc, để cho chúng con được đi làm được trôi chảy, được bình an. Con cầu xin Chúa sáng hôm nay như là con cảm ơn Chúa cho chúng con một ngày mới được tươi mới, được mạnh khỏe, được bình an. Chúa ban cho tất cả anh em trong hội thánh Vườn Nho trong buổi sáng hôm nay đi làm được tay lái vững vàng, đến nơi làm được vui vẻ, được bình an. Con xin cầu nguyện Chúa ban cho gia đình chị Lường, gia đình chị Lường hiện nay đang ở Cà Mau ở Việt Nam, gia đình chị có sức khỏe, anh Tâm, chị Lường cùng với các cháu có sức khỏe, Amen. Giữ vững cho Chúa. Chị Lường phải trong cái đồng tôm của chị còn nhiều cái kết quả, để đó là cái nguồn thu lời của chị trong đời sống của chị hàng ngày. Chúa ban cho, cảm ơn Chúa. Chúa ban cho chị được gia đình, chị được một cuộc sống bình an. Amen. Ban để gặp mọi người may mắn. Hiện nay chúng con biết ở Việt Nam có nhiều cái khó khăn trong vấn đề thời tiết, trời nắng thiếu nước, nhiệt độ cao. Chúa ban cho toàn thể nhân dân ở Việt Nam hiện nay gặp nhiều cái điều may mắn sẽ ban cho, có một mưa xuống để tưới mát cho đồng ruộng, cho bà con có được nước để uống, có được nước để mà tăng gia
trong vấn đề sản xuất. Đó là cái điều thân cầu mong Chúa và thương yêu những người Việt Nam hiện nay đang vất vả, những người nông dân vất vả cực khổ, và ban cho cái nguồn nước trời có mưa mát mẻ để cho khí hậu ở Việt Nam được tươi mát, trong vấn đề chăn nuôi trồng trọt cũng như cuộc sống hàng ngày của bà con được bình an. Con cầu xin Chúa thương tình lắng nghe những cái lời cầu nguyện của con. Con xin Chúa ban cho trong hội thánh Vườn Nho và trong những ngày sắp tới có nhiều anh chị em từ tham gia cùng hội hội thánh, có nhiều cái cơ đốc mới được tin lời Chúa đến với hội thánh, trong đó có hội thánh Vườn Nho, hội thánh tất cả các cái hội thánh ở Mỹ, trong đó có hội thánh Việt Nam, có những người cơ đốc, có những người dân chưa biết Chúa sẽ được sớm biết Chúa nhiều hơn. Con cảm ơn Chúa sáng hôm nay, con cầu xin Chúa ban cho tất cả anh chị em trong hội thánh Vườn Nho, và ban cho anh Huân mới vào với Chúa trong hội thánh Vườn Nho có được cái công việc mới, và theo nguyện vọng của anh sẽ sớm phỏng vấn đạt được kết quả theo nguyện vọng của anh, đó là chúa của Chúa của ban cho của thương của yêu, Chúa ban cho anh Đi Thình là chồng của cô Trà Bình Tam Bì sớm có một cái trong âm nhạc để cùng với giúp thêm một trong tuổi thánh, giúp thêm tay, giúp thêm nhiều cái năng khiếu của anh trong vấn đề âm nhạc cùng với mục sư Giang Đông. Amen, cảm ơn Chúa. Được con cầu nguyện hiện nay mục sư Giang Đông đang rất nhiều vất vả, con xin cầu nguyện Chúa ban cho hội thánh Vườn Nho sớm có những tín đồ. Amen, cảm ơn Chúa. Hiếu và để đưa cái hội thánh Vườn Nho ngày càng lớn mạnh, thêm sức tay của hội mục sư Giang Đông. Amen, cảm ơn Chúa. Thánh Vườn Nho ngày càng vững mạnh. Đó là lời mong muốn của chúng con. Sáng hôm nay con xin cầu nguyện Chúa ban cho gia đình của cô Diễm, trong đó bà mẹ sống khỏe mạnh, và con cũng cầu mong Chúa ban cho cô Diễm trong những ngày sắp tới cô chuẩn bị sang cùng với hội thánh chúng con tại. Amen, cảm ơn Chúa. Chúa ơi, ban cho Jonah. Amen. Hallelujah. Sắp tới chuyến đi sắp tới của cô Diễm trở lại. Amen. Jonah trở lại với gia đình của mục sư Đông, gặp nhiều may mắn, có sức khỏe. Amen. Cảm ơn Chúa. Phải Chúa. Cùng hội thánh quần cho chúng con vui vẻ hơn, ngày càng được lời cầu nguyện của cô Diệp, là đó là những cơ đốc mà mạnh mẽ nhất ở trong hội thánh Vườn Nho. Xin cảm ơn Chúa thân tình giúp đỡ hiện nay. Amen. Chúa ban cho cô Hạnh Tuyết, độ tuổi cũng đã lớn nhưng mà cái tinh thần của cô Hạnh Tuyết là được Chúa ban cho sức khỏe trong khoảng thời nhiều công việc, để cho cô có sức khỏe, cô thường xuyên làm việc hầu việc của Chúa, là một người giáo sư thường xuyên quan tâm tới tất cả anh chị em và trong hội thánh Vườn Nho cũng như tất cả là cả cơ đốc của Chúa trên đất nước Việt Nam. Ban cho cô có sức khỏe, để cô có sức khỏe, cô lưu tử thường xuyên chăm sóc cùng với chúng con trong các cơ đốc ở tất cả các hội thánh. Con cảm ơn Chúa, Chúa ban cho cô sức khỏe. Hôm nay, sáng hôm nay con xin cầu nguyện Chúa ban cho tất cả những con em của Chúa ở trong hội thánh Vườn Nho đi đến trường được bình an, được
mạnh khỏe, tiểu ban cho tất cả anh chị em trong hội thánh xã Hồ Mai lái xe đến chỗ làm bình an ở trong công việc, được vui vẻ, an toàn, đi xe được an toàn chú đáo. Chúa ơi, Chúa là của chúng con yêu Chúa, con kính trọng Chúa, con luôn luôn biết ơn Chúa. Nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn lời cầu nguyện của thầy Tịnh. Sáng hôm nay thầy Tịnh cầu nguyện rất là chi tiết ha, như là một người tin Chúa lâu năm vậy đó. Chắc chắn là Đức Chúa Trời sẽ ban phước cho thầy thật là nhiều ở trong hành trình sắp tới. Vâng, bây giờ thì chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa đưa bà nội về được bình an. Hồi nãy cũng có nghe Mai Trâm mới vô, Mai Trâm cũng có chúc mừng bà nội. Mai Trâm có điều gì muốn nói với bà nội sáng hôm nay không? Mai Trâm cũng cầu nguyện cho bà nội nhiều lắm á. Mai Trinh cũng vậy nữa, rồi Diễm nữa. Mai Trâm, cảm ơn thầy Tịnh tất cả vì thiên ân các anh chị em đều có tình yêu thương với nhau. Cảm ơn Chúa, xin Chúa cho bà nội sống lâu với hậu thánh. Amen. Con cháu về hậu tự của mình để mình thấy tới mặt con cháu của mình. Cảm ơn Chúa. Dạ. Mai Trâm nói đi Mai Trâm. Dạ, Mai Trâm chỉ muốn chào bà nội. Mai Trâm muốn cảm ơn Chúa đã sức dầu lên cho bà nội, cho bà nội trở về nhà khỏe mạnh. Dạ, cảm ơn Chúa. Đấy, bà nội được vô với Mai Trâm mừng quá, nói không ngờ là bà nội vừa về nhà là vô vào phòng cầu nguyện rồi. Bà nội kiên cường quá ha Mai Trâm ha. Dạ, bà nội kiên cường quá trời luôn. Quá luôn. Quá chừng, nội... quá chừng. Quá chừng. Quá chừng, quá chừng. Mai Trâm cũng đang cố gắng tập. Amen, cảm ơn Chúa. Thay đổi tử của mình. Dạ anh Chúa, hôm qua có đọc cho bà nội mấy cái thông tin, mấy cái tin nhắn của con cái Chúa đó, thì ai cũng cầu nguyện cho bà nội, và giờ cái sự cầu nguyện đó đó mà Chúa cho bà nội mau về nhà sớm hơn. Cảm ơn Chúa. Chúng ta học gương của bà nội ha, vừa mới về tới nhà rồi ngày hôm sau là vô vọng canh liền, không có vô viện nữa, vô vọng canh để cầu nguyện. Cũng vô viện như là, nhưng mà viện cầu nguyện. Rồi khen Chúa. Dạ. Bây giờ thì mời bà nội cầu nguyện cho vọng canh ha. Đó, vọng canh rất là vui, bà nội thấy rồi đó. Hôm nay thấy bà nội là ai cũng vui, cũng mừng, thì cảm ơn Chúa vì Chúa chữa lành cho bà nội. Bà nội cũng cầu nguyện cho con vì sáng hôm nay á, là con vừa cảm động và vừa sụt sịch luôn nữa, là bởi vì cái thời tiết đó nó nóng, cái xong nó chuyển sang mát mát, cái xong nó chuyển sang lạnh lạnh, cái là bị dị ứng, cũng bị ngạt mũi chút đỉnh, mà thầy Tịnh phát hiện ra hay quá. Thầy Tịnh, những người xung quanh mình yêu thương mình á, thì thấy gì cái sự thay đổi đó liền. Cho nên bà nội cũng cầu nguyện cho con được khỏe ha. Rồi, người mà được chữa lành á, cầu nguyện cho cái người mà bị bệnh á, hiệu nghiệm lắm. Bà nội vừa mới được chữa lành, cho nên bà nội cầu nguyện cho tất cả chúng ta được khỏe mạnh, chúng ta yêu mến Chúa giống như bà nội. Dù bận cỡ nào cũng sắp xếp để vô vọng canh cầu nguyện ha. Dạ, dạ, kính mời bà nội cầu nguyện chúc phước cho vọng canh. Dạ. Dạ, xin chúng ta hiệp ý cầu nguyện chung với nhau, anh chị em yêu dấu của mình. Dạ. Cảm ba ngôi Đức Chúa Trời, một buổi sáng tốt lành, Chúa ban cho chúng con hàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va. Chưa phải chúng con còn sống, còn hơi thở, thì chúng con phải biết ngợi khen Đức Chúa Trời chúng con, là Đấng đã dựng nên trời đất vũ trụ này và dựng nên chính chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài, chúng con còn thở thì chúng con còn ca ngợi Ngài, chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Hôm qua con nằm trong viện suốt ngày, và bây giờ Chúa cho con đã trỗi dậy khỏi bệnh. Đức Chúa Trời ơi, Ngài là Đấng chữa lành. Đức Chúa Trời, chúng con là Đấng hôm qua, ngày nay
cho đến đời đời ngài không bao giờ thay đổi. Khi xưa chữa lành thế nào, đi từ tàn từ thành để Chúa chữa bệnh cho mọi người, người què được đi, người mù được thấy, người câm được nói. Chúa ơi, Chúa là đấng chữa lành. Con tin lời Kinh Thánh, con tin lời các mục sư chúng con, và con tin lời Chúa vô đấng. Và chúng con biết rằng khi chúng con hiệp nhau với đất này, chúng con kêu cầu thì Đức Chúa Trời đang lắng nghe. Vì Chúa dạy chúng con trong Kinh Thánh là nếu có đôi ba người hiệp nhau dưới đất kêu cầu danh ta thì có ta ở giữa, Chúa đang ở giữa, Chúa đang ngự trị với chúng con mỗi buổi sáng. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúa nghe những lời cầu xin cũng như những lời cảm tạ của Chúa cho gia đình mẫu chúng con. Chúa ơi, chúng con còn ở thế gian này nên chúng con có những năng đề, nhưng mà Đức Chúa Trời chúng con là đấng giải quyết chúng con những năng đề này, như là bệnh tật, lo lắng, công việc làm ăn của anh chị em chúng con. Chúa ơi, xin Chúa chúc phước những chi tiết mà chúng con cầu nguyện để Chúa chữa lành cho con. Con không biết là mùa cảm cúng này thì tất cả những anh em như một sự đông cũng có bị hơi cảm cúng sụp sịch. Chúa ơi, xin Chúa lại đấng nâng đỡ chúng con, Chúa tha thứ chúng con, Chúa chữa lành chúng con để chúng con có sức khỏe, có một tâm trí không bị mất trí, để chúng con biết yêu Chúa và chúng con biết đọc Kinh Thánh lời Chúa, để chúng con cầu nguyện chung với nhau, để chúng con không quên cầu nguyện. Vì cầu nguyện là hơi thở của chúng con. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện với Chúa. Chúa là Đức Thánh nghe. Nguyện Chúa ban phước buổi sáng hôm nay chị em chúng con. Chúa chữa lành cho con ngay giờ này trong danh Đức Chúa Jesus Christ. Con công bố điều đó để con khỏe trở lại bình thường. Và con cầu nguyện trong phòng, nếu có anh chị em con nào cảm cúm mệt mỏi, Chúa cũng chạm đến thân thể chúng con, Chúa phá một tiếng thì chúng con được khỏi bệnh hoạn đau yếu. Chúa ơi, chúng con kêu cầu Chúa thì Chúa sẽ nghe chúng con và Chúa trả lời chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa chúc phúc cho dân cầu nguyện chúng con. Chúa Amen. Chúng con giữ trung tín trong sự trong cầu sự cầu nguyện cũng 7-8 năm nay rồi. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con trung tín để chúng con cầu nguyện cho đến ngày Chúa đến. Amen. Cảm ơn Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài một lần nữa, con tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã nghe những lời kêu xin của sự hiệp ý của con và anh chị em chúng con sáng bữa nay. Đó có một sự đồng nữa. Hồng nhiễm nữa, xin Chúa giữ gìn chúng con, ban phước cho chúng con. Amen. Thêm chúng con, để chúng con được có một sức khỏe, một tâm trí, một tấm lòng kính sợ Chúa để chúng con hầu việc Ngài. Và chúng con sẽ hầu việc Chúa bằng mọi cách, và chúng con có thể đem những người thân chúng con chưa biết Chúa trở về cho nhà Chúa, để một linh hồn được cứu quý hơn cả thế gian. Chúa ơi, Chúa ban phước cho chúng con có ơn của Chúa trong lời cầu nguyện, sức khỏe để thờ phượng Chúa cho đến ngày Chúa đến. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con biết ơn Chúa, Chúa đang hiện diện với chúng con giờ này. Chúng con tôn thờ Ngài, chúng con kính sợ Ngài, và chúng con tin rằng Chúa đang hiện diện, Chúa đang nghe chúng con những lời chúng con cầu xin, và Chúa sẽ ban phước theo những lời chúng con thưa trình với Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con công bố trong danh Chúa Jesus là con sẽ hết bệnh ngay giờ này. Bởi tình yêu thương của Chúa, bởi sự tha thứ của Ngài, con cảm ơn Chúa. Để chúng con thành tâm hiệp ý cầu nguyện, tạ ơn Ngài. Chúa ban phước một ngày mới trong sự sống của anh chị em chúng con, phải đi làm đủ thứ ngành nghề, trong việc lái xe. Xin Chúa giữ gìn được an toàn một ngày mới này, trọn ngày hôm nay, cho anh chị em chúng con, và anh chị em chúng con giữ sự trung tín để Chúa lên trên cao, để biết kêu cầu Chúa mọi khi mọi lúc, tôn thờ Chúa hết lòng. Con cảm ơn Ngài. Chúng con cầu nguyện Chúa cho một sự đồng lực, sức khỏe, Amen, thầy tình tất cả anh chị em yêu dấu chúng con trong cuộc sống cầu nguyện, giữ được sự an bình, được sự phước hạnh, được sự thỏa lòng ở trong Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con dâng Chúa một lại một ngày mới, cảm ơn Chúa. Chúa lắng nghe và Chúa nghe những lời cầu xin chúng con. Chúa ban Amen. Ơn. Cảm ơn Chúa cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con thành tâm ngợi khen Chúa và cầu nguyện
tôn thờ Ngài, nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa cho bà nội có giọng thanh tiếng tốt để cầu nguyện, mà không ai ngờ rằng bà nội mới vừa nhập viện và cũng được xuất viện trong vòng một ngày, trong một ngày 24 tiếng thôi, và bà nội đã vô cầu nguyện rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện một lần nữa cho sức khỏe của bà nội, rồi chúng ta sẽ hát bài hát Chào Chúa Thánh Linh. Bây giờ xin chúng ta đưa tay về bà nội để mà chúng ta chúc phước cho bà ha, bà cụ ha. Tạ ơn Chúa. Chúa ơi, giờ này chúng con đưa cánh tay của mình hướng về bà cụ để cầu nguyện. Cảm ơn Chúa vì sự thành tín của Ngài ở trên bà rất là lớn. Cảm ơn Chúa vì lòng yêu mến Chúa và sự sốt sắng của nhà Chúa đã tiêu nuốt chúng con. Như lời hàng xóm của Chúa được chép trong Phúc Âm Giăng đoạn 2 câu 17, sáng sớm nay khi thức giấc, Chúa đã cho con câu kinh thánh này để khích lệ vọng canh. Môn đồ Chúa bèn nhớ lại lời đã chép rằng sự sốt sắng về nhà Chúa tiêu nuốt tôi. Chúa Giêsu Ngài đến trong thành Jerusalem để Ngài đuổi những kẻ buôn bán ở trong thành, trong đền thờ Jerusalem, và Ngài đã giải tán những cái người mà biến cái chỗ thờ phượng Chúa thành cái chỗ buôn bán, cái nơi hang ổ của những cái tội phạm, những cái người chỉ đến đền thờ của Chúa không phải thờ phượng, nhưng để tranh nhau, để giành nhau, để gây gỗ, để buôn bán ở tại đó, và biến cái đền thờ của Chúa không phải là chỗ cầu nguyện nữa. Chúa ơi, và Chúa Giêsu đã bệnh Roma tới để Ngài đuổi những cái người đó ra khỏi đền thờ, và cái sự sốt sắng của Chúa Giêsu đã làm cho các môn đồ nhớ lại lời thánh kinh đã chép dự ngôn về Chúa, được chép ở trong Thi Thiên 69 câu 9, và họ đã dùng nhớ lại cái câu kinh thánh đó để mà thấy được chính Chúa Giêsu đã đến để làm ứng nghiệm về dự lời dự ngôn cách đó 800 năm, 900 năm bởi một tác giả của David, tác giả Thi Thiên là David. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì sự sốt sắng về nhà Chúa đã tiêu nuốt tôi, đã tiêu nuốt Chúa. Cảm ơn Ngài. Cái sự sốt sắng đó đã khiến cho Chúa Giêsu hầu việc Ngài, hầu việc Đức Chúa Cha, và làm trong sạch đền thờ, trong sạch những người đổi bạc buôn bán ở tại đền thờ Jerusalem lúc bấy giờ. Chúa ơi, sáng hôm nay con thấy được cái sự sốt sắng đó ở trong đời sống của mẹ con là bà nội Hallelujah. Chúng con giơ tay và cầu nguyện cho bà trong danh Chúa Giêsu Christ, bà được sức mới của Ngài, được khỏe mạnh, và chúng con nói lời chia tay với bệnh viện, bà sẽ không trở lại đó nữa. Trong danh Chúa Giêsu Christ, bà sẽ ở nhà được bình yên ở trong Chúa. Xin Chúa cũng ban phước cho những bác sĩ, họ sẽ những y tá, họ sẽ được gửi tới mỗi tuần 3 lần để chăm sóc, để thăm, để hỏi, để có cái chế độ dinh dưỡng cho bà. Xin Chúa ban phước cho những người y tá đó nữa. Ngài nhớ đến người chị con cũng là người chăm sóc bà nội trong những ngày tới. Xin Chúa ở cùng, ban phước cho nơi bà nội ở, thức ăn bà nội ăn, và sức khỏe để bà có thể khỏe mạnh và có ở trong vọng canh với chúng con ở trong năm mới này, năm 2024 là năm thứ 6 của sự cầu nguyện tìm kiếm Chúa. Con chúc phước cho bà nội, Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì Ngài thấy chúng con đưa tay cầu nguyện cho bà với lòng thành. Chúng con chúc phước cho bà được khỏe mạnh, sống lâu. Bởi vì hiện nay bà là người cao tuổi ở trong vọng canh của chúng con, cũng như trong hội thánh. Bà là người cao tuổi nhất ở trong hội thánh hiện nay của chúng con. Chúng con chúc phước cho bà được khỏe mạnh và tiếp tục để lại những di sản, những gương đức tin cho con cháu của mình, cho những người thân, những người quen của mình. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con chúc phước cho bà nội, Hallelujah. Cảm ơn Chúa vì tình yêu thương của tất chúng con sáng hôm nay. Khi thấy bà vào vọng canh, chúng con rất vui. Chúng con cảm ơn Chúa vì sự sốt sắng mà của Chúa Giêsu đó đang ở trong đời sống của mỗi chúng con. Và chúng con thấy bà đang làm gương cho chúng con. Cảm ơn Chúa vì lời cầu nguyện của bà sáng hôm nay. Chúng con thật là được khích lệ. Chúng con sẽ học tập cái gương đó. Con cũng không quên cầu nguyện cho những bậc cha mẹ của chúng con ở trong vọng canh này, trong đó có ba mẹ của Mai Trinh. Cha ơi, con chúc phước cho bác Trần Hữu Phước và bác Ngảnh. Xin Chúa ban phước cho ông bà tuổi tác đã cao, trí nhớ cũng sụt giảm, rồi sức khỏe cũng không còn như lúc trước.
Cho nên bây giờ này con cầu nguyện xin Chúa phục hồi lại hết thảy cho thầy bác được sức mới của Ngài, để cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc đi, mà không mòn mỏi như lời cầu nguyện của chị em ngày hôm qua. Chúng con chúc phước cho bác Phước, bác Ngảnh, phước cho má con, chúc phước cho má vợ con, bà Mục sĩ Tấm An ở Việt Nam. Trong danh Chúa Giêsu, Ngài ban trí nhớ cho những người cao tuổi này, để rồi các vị bậc phụ huynh cha mẹ của chúng con được trí nhớ tốt để chung sống với chúng con, vui vẻ với con cháu, nhớ lại những kỷ niệm đẹp, nhất là nhớ lời Chúa để cầu nguyện, nhớ lời Chúa để cùng thờ phượng Chúa với chúng con, và lời Chúa sẽ làm cho sống lại trong cái cơ thể yếu đau của chúng con, có một sức lực mới của Ngài đến qua sự trí nhớ, qua cái nhớ lời của Chúa đó. Con cũng nhớ đến trong hội thánh có chú Diệu, có dì Bảy, có cô Ca Thi Mai, có ông Tài, và một số người trong đó, có dì Hai, trong số người trong đó không còn đi nhóm nữa. Xin Chúa đưa họ đến với Chúa, kéo họ đến với Ngài, Chúa ơi, bởi vì họ đã đến cái tuổi gần trời xa đất. Vâng, chúng con có Chúa cho nên chúng con sẽ gần Ngài, chứ chúng con không gần đất xa trời, chúng con gần trời, bởi vì chúng con có Đức Chúa Trời. Chúng con cầu nguyện cho những người này cũng sớm trở lại cùng Đức Chúa Trời để thờ phượng Ngài. Chúng con cũng cầu nguyện Chúa, Ngài ban phước cho, Ngài cũng nhớ đến là ông bà mục sư, ông bà cha mẹ của chấp sự Thiên Ân. Chúng con chúc phước cho ông bà, ông tên gì mục sư quên rồi ha. Ông sư Điểu Mây, ông sư Điểu Mây và bà, xin Chúa ban phước cho ông bà được khỏe mạnh, được sức khỏe ở trong Chúa, và sức lực lần lần thêm ở trong đời sống của ông bà. Sáng hôm nay chúng con cầu nguyện dù không có ông bà ở trong vọng canh, chúng con chúc phước cho ông bà sức mới của Ngài, và nếu ông bà có bệnh tật gì, Chúa cũng chữa lành cho ông bà, để ông bà tiếp tục hầu việc Chúa trong những ngày sắp tới này. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Vâng, chúng con cảm ơn Chúa vì không ai có thể cản trở chúng con cầu thay cho bất kỳ ai. Không ai có thể bịt miệng chúng con khi chúng con cầu thay cho bất kỳ một con cái Chúa nào, dù ở xa hay ở gần. Chúng con cảm ơn Chúa về tình thương mà Chúa ban cho chúng con ở trong vọng canh này, để chúng con cầu thay cho nhau, cầu thay cho những người liên lụy với chúng con, cầu thay cho tất cả mọi người như lời của Ngài có phán dạy cho chúng con. Chúng con ngợi khen Chúa vì lời cầu nguyện sáng hôm nay. Chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa đưa bà nội Hallelujah để vào vọng canh với chúng con, để làm cảm hứng cho chúng con, để chúng con cầu thay cho những người cao niên khác nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Con cũng nhớ đến mục sư Mát, là người quản nhiệm của hội thánh Mỹ. Ông rất là tốt với hội thánh của Chúa, cùng với ban điều hành của hội thánh Mỹ. Trong 6 năm chúng con ở đó để thờ phượng hầu việc Ngài, và mượn cơ sở của họ để dùng làm nơi thờ phượng Chúa. Chúng con chúc phước cho ông được khỏe mạnh luôn luôn. Con cũng nhớ đến mục sư Steve, mặc dù ông đã hồi hưu, nhưng Chúa ơi, ông vẫn nhóm lại với hội thánh. Con vẫn thấy bà ngồi ở cái bàn tiếp tân để tiếp đón các con cái Chúa đến với hội thánh thường xuyên. Chúng con cảm ơn Chúa về tâm tình của những người cao niên ở hội thánh Mỹ. Xin Chúa ban cho họ sự khỏe mạnh. Chúa ơi, trong đại dịch, con nhớ họ không vắng một ngày nào, họ không thiếu một ngày nào. Thậm chí họ trong cái ngày mà bị đóng cửa cách đây 4 năm, thì có một vài ông cụ vẫn lái xe tới nhà thờ, đậu xe ở bãi xe. Khi con đưa con trai con đến để livestream ở hội thánh, thì thấy một vài người, vài cụ vẫn đậu xe ở bãi xe để được mong đến nhà của Chúa. Đó là tinh thần thờ phượng Chúa của những người cao niên mà chúng con học được. Chúa ơi, xin Chúa ban phước cho những người cao niên này, bởi vì họ mà nước Mỹ vẫn còn vững vàng đến ngày hôm nay. Sáng nay một cái clip ngắn về một người, một bà cụ đã xông lên ở trong một cái buổi giao phối hôn lễ cho một cái cặp đồng tính, và bà đã giật cái cờ đồng tính đó xuống, và bà nói rằng đây không có đúng kinh thánh, các người không có đọc kinh thánh, cho nên các người không làm, không biết gì hết. Và vị mục sư làm cái lễ cưới cho cái cặp đồng tính đó chống chế và hổ thẹn bởi vì đức tin của một bà cụ.
Ôi Chúa ơi, con rất là vui, rất là cảm ơn Chúa vì nước Mỹ này còn rất nhiều người kính sợ Chúa, nhưng đa số trong đó là những người cao niên. Họ sống bao lâu trên đất này, xin Chúa sử dụng họ bấy lâu để làm sáng danh Chúa. Chúa ơi, những người yêu nước, những người kính sợ Chúa lại là những người cao niên. Chúa ơi, chúng con đây, vài chục năm nữa chúng con cũng sẽ trở thành những người giống như vậy, những người cao niên. Chúa ơi, chúng con xin Chúa gìn giữ chúng con để cho chúng con trở nên những người ích lợi cho công việc của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con học tinh thần của những người lớn tuổi này. Chúa ơi, chúng con học tinh thần của Chúa Giêsu. Khi Ngài vào đền thờ, sự sốt sắng của nhà Chúa đã thiêu nuốt chính mình Ngài qua những cái hành động mà Ngài đã làm. Ngài đổ bàn đổi tiền của những kẻ buôn thần bán thánh, những kẻ chỉ đến vì lợi lộc, chỉ đến vì buôn bán thôi, thì Chúa đã đổ tất cả những điều đó, nêu cho chúng con tấm gương sốt sắng về nhà của Chúa. Con xin Chúa ban ơn để hội thánh của Chúa lại càng sốt sắng hơn nữa ở trong sự thờ phượng, sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa một lần nữa về tinh thần cầu nguyện của mẹ con đã khích lệ chúng con rất nhiều. Vừa mới xuất viện thì đã xuất hiện. Hallelujah, hallelujah. Cảm ơn Chúa. Vừa mới xuất viện thì đã có mặt trong phòng vọng canh. Vừa mới xuất viện thì đã xuất hiện trong vọng canh. Ngợi khen Chúa. Xin Chúa ban phước cho tinh thần này để chúng con cũng sẽ noi theo. Vâng, nước Mỹ này cần những người yêu mến Chúa từ trẻ cho đến già. Và chúng con thấy những người già thường thường để lại những tấm gương hết sức bền vững, mạnh mẽ, quyết chiến, quyết đấu và ở trong Chúa quyết thắng. Chúng con cảm ơn Chúa. Xin Chúa ban phước cho hội thánh Chúa tiếp tục giữ vững tinh thần đó. Chúa ơi, những người cao niên thì để lại tấm gương cho giới trẻ, để lại tấm gương yêu thương, để lại tấm gương nhiệt huyết nồng cháy, mạnh mẽ. Những người cao niên thì thích cầu nguyện và để thời giờ để vào vọng canh. Cũng con cũng nhớ đến câu chuyện của bà nữ tiên tri Anna. Bà đã vào ở trong đền thờ. Bà cao niên lớn tuổi, bà vào đền thờ hàng ngày để cầu nguyện cho đến khi bà thấy được Chúa cứu Chúa ra đời. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì tấm tình của những người già trong Kinh Thánh mà chúng con học được rất nhiều. Chúng con chúc phước cho ngày mới này. Cảm ơn Chúa vì ngày lắng nghe lời cầu nguyện của chúng con. Chúng con chúc phước cho danh của Chúa và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Ngợi khen Chúa quý vị ha. Thật là vui vì thấy được tinh thần cầu nguyện của tất cả chúng ta. Xin Chúa ban phước cho thầy Tịnh lái xe bình an đến chỗ làm. Amen. Chúa gìn giữ thầy cô ha và tất cả anh chị em ở trong ngày mới trong công việc. Chúa cho lái xe được bình an. Amen. Và quý vị, tôi thấy cái video thầy đang lái xe và vừa lái xe vừa nghe chúng ta cầu nguyện nữa, vừa vào vọng canh tham gia. Hãy lái xe cẩn thận ha. Amen. Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa. Buổi sáng tươi vui trong lên quyền Ngài. Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa. Hãy sáng soi con trong ngày hôm nay. Thần linh xưa sống, xin Ngài hãy đến. Xin ban cho con phước hạnh tươi mới. Thần linh quyền năng, xin Ngài hãy đến. Trong nơi đang quyền trao, Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa. Buổi sáng tươi vui trong đang quyền ngài. Chúa Thánh Linh ơi, con xin chào Chúa. Hãy dâng ra con trong ngày hôm nay. Thần linh siêu sống, xin ngài hãy đến. Xin ban cho con phước hạnh tươi mới. Chúa hiện diện nơi đây, thần linh của Chúa đang ở nơi đây. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa, xin hãy chạm đến trên tâm linh đây, một ta
tâm linh đang khao khát Chúa. Lòng con đây như đất khô hạn, giờ đây cơn mưa Thánh Linh Ngài làm tươi mát tâm linh đang mòn mỏi. Lòng con đây như đất khô hạn, giờ đây cơn mưa Thánh Linh Ngài làm đã khát tâm lòng đang khát khao. Thần linh của Chúa hiện diện nơi đây, thần linh của Chúa đang ở nơi này. Ngài nhìn thấy mọi lòng khát khao, Ngài nghe thấy tiếng con kêu cầu. Lạy Chúa, xin hãy chạm đến trên tâm linh này, một tâm linh đang khao khát Chúa. Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài làm tươi mát tâm linh đang mòn mỏi. Lòng con đây như đất khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài làm đã khao, tâm lòng đang khát khao. Lòng con đây như đấng khô hạn, chờ đợi cơn mưa Thánh Linh Ngài làm đã khao, tâm lòng đang khát khao. Nha. Bây giờ chúng ta sẽ cầu nguyện với Hồng Diễm cho Hội Thánh của Chúa. Trong tuần lễ này thì tôi sẽ dùng những bài hát về thần linh của Chúa, về Thánh Linh của Chúa ở trong sự cầu nguyện. Bởi vì chủ đề của Chủ Nhật tới đây tôi cũng sẽ nói về Thánh Linh của Chúa ở trong Hội Thánh. Cảm ơn Chúa, ngày hôm qua thì tôi có nghe một nhiều chị em gửi một cái clip ngắn về sự cầu nguyện làm sao để đầy dẫy Đức Thánh Linh, rất là tuyệt vời. Tôi muốn chia sẻ về sự đầy dẫy Chúa Thánh Linh ở trên đời sống của tín hữu. Cho nên cái bài hát này á, hồi nãy thì mình có hát cái bài Chào Chúa Thánh Linh, thì nó cũng sẽ đưa vào trong chương trình ca ngợi Chúa sáng Chủ Nhật nha anh chị em quý yêu dấu của tôi. Cảm ơn Chúa. Tammy lưu ý bài Chúa Thánh, Chào Chúa Thánh Linh ha, mục sư sẽ gửi link sau. Các anh chị em ở trong vọng canh cũng vậy. Rồi thì bài Thần Linh của Chúa cũng sẽ là bài kế tiếp của chúng ta nữa. Cho nên xin chúng ta lưu ý để hát những bài hát đó trong Chủ Nhật tới. Và chúng ta sẽ nói về sự đầy dẫy Thánh Linh ở trong đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Vâng, bây giờ thì Hồng Diễm sẽ cầu nguyện Chúa cho đất nước Hoa Kỳ, cho Hội Thánh của Chúa trước, rồi đất nước Hoa Kỳ. Nhưng hồi sáng sớm này cái clip mà Diễm gửi cho tôi đó, vợ tôi gửi cho tôi, thì rất là thú vị về cái tinh thần của một bà cụ. Bà cụ bà đã cản cái một cái lễ cưới của một cái cặp đồng tính. Bà lên bà xé cái cờ cưới đồng tính và bà nói đây không phải là chương trình, đây không phải là kinh thánh. Bà cự dữ lắm. Diễm có muốn nói về điều đó không? Diễm nói sơ sơ để mà mình cầu nguyện cho đất nước Hoa Kỳ, cho tinh thần của Hội Thánh phải mạnh mẽ. Những ngày tới đây, Hội Thánh của Chúa ở tại Hoa Kỳ và những người già, những người trẻ như như công vụ sứ đồ đoạn 2, câu 28, câu 29, câu 17, câu 18 nói về trong những ngày sau rốt, Chúa sẽ đổ thần của Ngài trên mỗi loài xác thịt, và Chúa đã đổ rồi. Chúa nói đến ba thế hệ, con trai, con gái, đầy tớ trai, đầy tớ gái và người già cả. Có nghĩa là trong nhà của Chúa sẽ không thiếu các thế hệ. Có người lớn tuổi, có thiếu nhi, có thanh thiếu niên, có những người trung tráng, thanh niên. Chúng ta cầu nguyện cho nước Mỹ được phục hồi trở lại trong tinh thần kính mến, kính sợ Chúa, cũng như Hội Thánh của Chúa, Hội Thánh Việt Nam, một cái dân tộc ở trong hàng trăm cái sắc tộc ở trên nước Mỹ, ở trong nước Mỹ. Vâng, xin mời Hồng Diễm ạ. Dạ, Diễm xin cầu nguyện. Dạ, cái hình ảnh mà cái clip mà sáng mục sư Đông nói đó, Diễm có gửi cho mục sư Đông, mình đọc xong mình thấy rất là cảm, mình rất là cảm động. Vì ngày hôm nay nước Mỹ vẫn còn có những người kính sợ Chúa và rất là dạn dĩ. Phải công nhận là bà cụ này rất là dạn dĩ. Amen. Dạ, mình thấy là bà đi đến điếc lên cái bục và bà giật cái cờ bảy màu. Và bà nói là mấy người có đọc kinh thánh hay không? Dạ. Và bà nói như vậy không phải là cơ đốc nhân,
mấy người đọc Kinh Thánh hay không mà mấy người làm chuyện này. Và mọi người xôn xao và đẩy bà ra và nói những cái lời, nhưng bà rất là mạnh mẽ. Dũng thấy thật là cảm ơn Chúa vì nước Mỹ Chúa vẫn còn là những người công bình. Và mình thấy có một cái buổi mà học phụ huynh ở trường học á, thì có treo cái cờ bảy màu đồng tính, cờ sáu màu đồng tính á, thì một phụ huynh đi đến và giật cái cờ đó. Nó là các người không có quyền dạy con cái chúng tôi về lệch lạc giới tính như vậy. Và mình thấy là cảm ơn Chúa vẫn còn những người kính sợ Chúa lắm. Cho nên mình cầu nguyện và mình biết rằng Chúa vẫn còn để dành những người ở trong những người công bình, ở trong sách Cựu Ước á, Chúa nói là Chúa vẫn còn để dành những người công bình ở trong Israel, những người chưa có hôn môi thần tượng. Amen. Mình biết rằng ở nước Mỹ này Chúa vẫn còn để dành những hội thánh, những con cái Chúa rất là yêu mến Chúa. Có thể mình không thấy, nhưng mà nếu mà có một cái sự kiện gì xảy ra, họ sẵn sàng đứng lên để bảo vệ danh của Chúa, bảo vệ lời của Chúa, bảo vệ hội thánh của Chúa. Amen. Mà mình nghĩ là nếu có chuyện gì mình cũng phải đứng lên như vậy để Amen. Mình bảo vệ danh của Chúa. Cảm ơn Chúa. Giờ này Diễm xin cầu nguyện cho hội thánh của Chúa tại nước Mỹ. Amen. Xin mọi người hiệp ý, Diễm xin cầu nguyện. Lạy Chúa là Chúa Trời toàn năng của chúng con, cảm ơn Chúa về tình yêu của Chúa. Cảm ơn Chúa về sự tha thứ của Chúa để ngày hôm nay chúng con có cái đặc ân này để chúng con đến thưa chuyện với Cha trên trời của chúng con. Cảm ơn Chúa. Chúa ơi, cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con có một cái phòng cầu nguyện để chúng con đến giống như là một cái pháo đài cho chúng con vậy. Để là nơi ẩn nấp của chúng con, là nơi trú ẩn của chúng con trong lúc mưa sa bão táp giữa cuộc đời này. Chúa ơi, cảm ơn Chúa. Nơi hầm trú ẩn này, nơi pháo đài này, nơi vọng canh này, chúng con thấy niềm hy vọng, chúng con tìm được sự bình an, chúng con tìm được sự vững vàng. Trong cuộc đời của chúng con có những lúc trải qua những thăng trầm, những sự mất mát, những sự đau đớn, những sự mệt mỏi, thất vọng, chán nản. Nhưng mà Chúa ơi, tại nơi này chúng con tìm thấy được sự vững an, thấy được bàn tay yêu thương của Chúa, thấy được sự chăm sóc của Chúa, thấy được sự quan phòng của Chúa. Nếu chúng con không cầu nguyện thì chúng con thấy sự trả lời của Chúa rất là xa xa. Nhưng mà bởi vì chúng con có cầu nguyện, chúng con có ẩn mình trong Chúa, nên buổi sáng hôm nay mỗi lời cầu nguyện của chúng con, Chúa ơi, đều được Chúa Ngài nghe, Ngài sức giàu và Ngài ban ơn. Giờ này chúng con hiệp nhau trong phòng cầu nguyện này và dâng lên lời cầu nguyện khẩn thiết cho hội thánh của Chúa, cho đất nước Mỹ nơi chúng con đang sinh sống, làm việc. Chúa ơi, cảm ơn Chúa đưa chúng con đến đây để chúng con có dịp tiện, chúng con có cái tiện nghi hơn những người nhà của chúng con, người thân của chúng con còn bên Việt Nam. Chúa ơi, xin cho chúng con lợi dụng cái sự tiện nghi này để chúng con làm điều gì ích lợi cho nhà Chúa. Sáng nay chúng con cầu nguyện cho hội thánh Chúa, cho từng đời sống tín hữu có sự mạnh mẽ ở trong Chúa, sống đẹp lòng Chúa và sống như ông David nói rằng: tôi hằng để Chúa ở trước mặt tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa, và tôi giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa, và tôi sống đẹp lòng Chúa để Ngài nghe tiếng cầu xin của tôi. Chúa ơi, chúng con cũng muốn nói như David rằng chúng con ước muốn một điều là trọn đời chúng con được ở trong nhà của Chúa. Chúa ơi, đó là niềm hạnh phúc của chúng con, bởi vì những người ở trong nhà của Chúa thì phước hạnh và sự thương xót sẽ đi theo người đó. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con luôn luôn ở trong nhà của Chúa, luôn luôn ở trong sự cầu nguyện, ở trong sự tương giao, ở trong sự thờ phượng Chúa. Đừng để chúng con bỏ qua một buổi thờ phượng Chúa nào. Đừng để chúng con đem cái công việc riêng của chúng con là nó quan trọng hơn công việc thờ phượng Chúa. Xin Chúa cho chúng con, mỗi tín hữu trong hội thánh của Chúa, sống rồi sống đẹp lòng Chúa, sống cẩn thận làm theo lời Chúa, để chúng con được phước, được thịnh vượng, được may mắn trong con đường mình. Chúa ơi, giống như trong Giô-sê đoạn 1 câu 8, Chúa nói rằng quyển sách luật pháp này là quyển kinh thánh chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã viết ở trong, vì như vậy ngươi mới được phước trên con đường mình và mới được thành công và may mắn. Chúa ơi,
Xin Chúa cho chúng con chẳng những đọc lời Chúa thôi, mà chúng con còn phải suy gẫm nữa, và chúng con phải cẩn thận làm theo nữa Chúa ơi, để đời sống chúng con, gia đình chúng con cái chúng con được phước. Sáng nay chúng con cầu nguyện cho hội thánh Chúa khắp nơi tại trên đất Mỹ này, nhất là cộng đồng người Việt Nam của chúng con, có hơn 2 triệu người Việt Nam đang sống ở Mỹ Chúa ơi. Xin Chúa thương xót đồng bào cộng đồng người Việt của chúng con Chúa ơi. Không phải chúng con đến đây để chúng con chỉ lo cơm áo gạo tiền, sáng đi làm, chiều về mệt mỏi, nhiều khi không có thời gian dạy dỗ con cái nữa, rồi ngày mai tiếp tục lại đi làm và sống trong một cái quần vòng lẩn quẩn vậy Chúa ơi. Giống như người chị em chúng con từng tâm tình là thấy cái đời sống này không có cái niềm vui và không có một điều hy vọng, tại vì cứ sống như vậy và không có cái mục đích của cuộc đời mình. Chúa ơi, mà cảm ơn Chúa ngày hôm nay Chúa đã cứu người cho em chúng con, và xin Chúa thương xót họ thánh Chúa, để cho chúng con mỗi một người được Chúa kêu gọi sống có mục đích cho nhà của Chúa. Chúng con hiện hữu trên thế gian này để làm gì? Chúng con được Chúa kêu gọi giữa bao ngàn người ngoài kia vào nhà Chúa để làm gì? Xin Chúa cho chúng con ý thức được, xin Chúa cho hội thánh Chúa ý thức được điều này, Chúa cho con dân Chúa ý thức được điều này, để chúng con sống đẹp lòng Chúa hơn. Chúa ơi, con cầu nguyện cho tất cả các hội thánh Chúa tại tiểu bang Arizona nữa. Xin Chúa thương xót và thăm viếng từng hội thánh một. Chúa ơi, để mỗi một hội thánh là một ngọn đèn hải đăng, là một ngọn đèn được thắp trên cái thùng, là muối của đất, là ánh sáng của thế gian. Chúa ơi, xin cho chúng con biết được sự kêu gọi của Chúa trên mỗi cuộc đời của chúng con, để chúng con sống đẹp lòng Chúa ở nơi công sở, ở nơi làm việc của mình, tại ở trong gia đình của mình nữa, sống làm gương, sống để cho người ta nhìn biết Chúa qua cuộc đời của chúng con. Chúa ơi, người ta sẽ không hiểu và không biết Chúa là ai, nhưng mà người ta sẽ nhìn chúng con. Chúa ơi, và xin Chúa cho chúng con biết được điều này, và xin Chúa cho chúng con có lời của Chúa để chúng con được sống vững vàng. Chúng con không sống theo cảm xúc, chúng con không sống theo số đông, chúng con không sống theo cái kiến thức của mình, bèn là sống theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh Chúa mỗi một ngày trên cuộc đời của chúng con. Thánh Linh ơi, xin dẫn dắt chúng con, vì ngoài Ngài ra chúng con không thể làm được gì hết. Nếu không có Ngài, chúng con không thể làm được gì. Chúa ơi, xin dẫn dắt chúng con đầu phục Đức Thánh Linh, để chúng con có thể đầu phục nhau và chúng con có thể yêu thương nhau, để qua đó người ta nhìn chúng con, người ta biết chúng con là môn đồ, là những người cơ đốc nhân, là những người con cái của Chúa. Cảm ơn Chúa vì sự gắn bó, vì sự trung tín của ông bà chị em chúng con trong phòng cầu nguyện sáng nay. Và chúng con đã cầu nguyện cho những người cha, người mẹ của chúng con trong hội thánh nữa. Ở trong hội thánh Chúa, chúng con cần những người lớn tuổi như những trưởng lão, để có thể làm gương, để có thể khuyên lên, để có thể cầu thay. Và cảm ơn Chúa sáng hôm nay Chúa cho bà nội của Yahoo và Sam được vào phòng cầu nguyện này. Thật là một phép lạ, Chúa đưa bà trở về nhà được bình an. Và bà thật là một người cầu thai kiên cường. Bà không lấy lý do bệnh tật, bà không lấy lý do mệt mỏi, bà không lấy lý do mới xuất viện và không vào phòng cầu nguyện. Nhưng mà Chúa ơi, chúng con thấy bà là người đầu tiên vào phòng cầu nguyện buổi sáng hôm nay. Và chúng con ngợi khen Chúa vì điều này. Và đây là tấm gương mà chúng con hứa với Chúa rằng chúng con cũng sẽ noi theo, để khi thế hệ bà qua đi thì chúng con sẽ tiếp nối vì sự trung tín, vì sự trung thành, để chúng con nó nhận biết điều này nữa Chúa ơi. Xin Chúa giúp đỡ chúng con, để chúng con mỗi ngày, mỗi sống thuần phục Chúa. Chúa nói rằng hãy thuần phục Đức Chúa Trời và chống cự ma quỷ thì nó sẽ lánh xa anh em. Đừng để chúng con thuận theo ý của nó, đừng để chúng con nghe những lời bùi tai mà chúng con làm cho công việc Chúa bị đình trệ. Nhưng mà chúng con sẽ chống cự lại ma quỷ, Chúa ơi, và thuận phục Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ làm cho chúng con được mạnh sức, và ma quỷ nó phải bắt sợ để nó không còn dám tấn công vào hội thánh của Chúa nữa. Bởi vì nó biết rằng hội thánh của Chúa có một cái bức tường kiên cố là sự cầu nguyện bảo vệ, như một bức tường lửa xung quanh hội thánh Chúa vậy. Con cũng cầu nguyện cho hội thánh Chúa khắp nơi trong vùng, mỗi nơi đều có một cái pháo đài, mỗi nơi đều có một cái vọng canh, Chúa ơi, để con dân Chúa có thể chạy đến, để là như một cái thành ẩn nấp, để chạy đến kêu cầu Chúa trong những lúc nguy cấp của cuộc đời mình, để nhận biết Chúa
và nhận biết chương trình của Chúa trên mỗi cuộc đời của chúng con là chương trình bình an và tốt đẹp, không phải tai họa. Chúa ơi, tất cả những điều thử thách khó khăn xảy đến không phải tai họa, bèn là sự dạy dỗ, bèn là sự rèn luyện của Chúa trên mỗi đời sống của chúng con. Buổi sáng hôm nay chúng con cầu nguyện cho đất nước Mỹ nữa. Xin Chúa ban bình an, xin Chúa ban sự thịnh vượng, và xin Chúa ban cái sự công bằng trên đất nước này. Chúa cất hết mọi điều dối trá, mọi điều giả ngụy của cái chế độ này. Chúa ơi, xin Chúa thương xót và gìn giữ bảo vệ những người công bình. Chúng con cầu nguyện cho cái cuộc tổng tuyển cử vào tháng 11 này được xảy ra một cách thuận lợi và bình an. Và Chúa ơi, Chúa là người sẽ chọn ra cái người xứng đáng để ngồi trên vị trí cao nhất của đất nước này. Trong Kinh Thánh Chúa nói là người ta sẽ bắt thăm ở trong vạt áo, nhưng mà sự quyết định thuộc về Đức Chúa Trời của chúng con. Chúa ơi, chúng con tin vào sự công bình, tin vào cái chân lý và tin vào sự binh vực của Chúa trên đất nước này. Chúng con cầu nguyện để Chúa thương xót làm ơn, Chúa ơi, và cho chúng con qua những sự khó khăn này thì chúng con càng nắm lấy Chúa, càng cầu nguyện hơn, và hội thánh Chúa tỉnh thức hơn để cầu nguyện nhiều hơn cho những vấn đề này trong những ngày sắp tới ảnh hưởng đến chính trị ở trên nước Mỹ này. Chúa ơi, cầu nguyện cho hội thánh Chúa, Chúa dấy lên nhiều người tham gia bộ máy chính quyền để những tiếng nói của những người Cơ Đốc nhân chân chính được công nhận. Chúa ơi, để binh vực lẽ công bình của Chúa, để làm theo lời Chúa một cách công chính, để đem đất nước này trở lại sự đạo đức và sự kính sợ Chúa, sự thờ phượng Chúa như ông bà tổ tiên của họ đã từng làm. Chúng con cảm ơn Chúa vô cùng, và chúng con cầu nguyện cho tuần lễ Đức Thánh Linh giáng lâm nữa. Chúa ơi, khi mà Ngài về trời thì đây là lúc mà những môn đồ của Ngài đợi chờ ở trên phòng cao để được nhận lãnh Thánh Linh, và Ngài đã đến. Chúa ơi, và Chúa cho mỗi tấm lòng của chúng con cũng khao khát, Chúa ơi, được đầy dạy Đức Thánh Linh Chúa mỗi ngày để sống và thể hiện qua tình yêu của Chúa. Chúa ơi, để Chúa dẫn dắt chúng con, dẫn dắt hội thánh chúng con, dẫn dắt ban điều hành, dẫn dắt con cái của Chúa từng gia đình một sống nhờ cậy vào Chúa nhiều hơn nữa, bám lấy Chúa nhiều hơn nữa. Và xin Chúa giữ lấy chúng con mỗi ngày đi trong cái con đường của Chúa, để chúng con không có đi qua phải, không đi qua trái, nhưng mà xin lời của Chúa phán vào lỗ tai chúng con rằng này là đường đi, hãy noi theo. Sáng nay chúng con giao phó mọi ông bà chị em cho chúng con trong cánh tay của Chúa, giao phó phòng cầu nguyện, những lời cầu nguyện, những lời tâm tình sắp tới đây trong bàn tay yêu thương của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh dẫn dắt để lời của Chúa đụng chạm đến mỗi lòng chúng con, để chúng con mở miệng lên, chúng con kêu cầu danh Chúa, để chúng con kinh nghiệm được Chúa mỗi ngày qua đời sống của mình. Chúng con cảm ơn Chúa, chúng con biết ơn Chúa, và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa vì lời cầu nguyện vừa qua. Chúng ta cảm ơn Chúa. Ở trong lời của Chúa có trong Thi Thiên có một câu kinh thánh rằng có một dòng sông, ngọn sông của nó, mà tôi dịch lại là cái dòng nước của nó sẽ làm vui thành của Đức Chúa Trời. Có một dòng sông mà cái dòng nước của nó sẽ làm vui thành của Đức Chúa Trời. Dòng sông đó chảy đến đâu thì đem đến sự vui vẻ cho thành, cho dân sự của Đức Chúa Trời tới đó. Và đó là bài hát mà chúng ta sẽ tôn vinh Chúa sáng hôm nay qua ca khúc Tôn Vinh Chúa Có Một Dòng Sông. Và chúng ta sẽ hát bài hát này ở trong sáng Chủ Nhật tới đây. Cảm ơn Chúa. Sáng buổi sáng cầu nguyện của chúng ta đó, chúng ta cũng sẽ hát những bài hát mà chúng ta sẽ dùng ở trong Chủ Nhật nữa. Cho nên ban hát của chúng ta chú ý bài này để chúng ta sẽ hát tôn vinh Chúa. Vì cái chủ đề kế tiếp trong Chủ Nhật tới đây, tôi sẽ nói về Thánh Linh của Chúa và sự đầy dẫy của Thánh Linh Đức Chúa Trời cần thiết cho chúng ta như thế nào. Thật là hấp dẫn phải không ạ? Cảm ơn Chúa, chúng ta cần Thánh Linh của Chúa luôn luôn ở trong sự đồng hành của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày. Để cho dòng nước nó ngọt ngào hơn thì phải có Thánh Linh của Chúa. Để cho dòng nước nó trở nên tươi mát thì phải có sự vận hành của Thánh Linh Chúa trong đời sống của mình. Cảm ơn Chúa. Đức Thánh Linh là dòng sông tươi mát, tràn lây lan khắp nơi, đem tươi mát cho lòng con. Đức Thánh Linh là dòng sông bình an thay, ngày đến giữa chúng con và mang phước thiên tràn tùng. Con sông nơi thiên cung làm nơi vui mừng mua cả, sông Thiên Cha ban cho ngập tràn niềm thỏa vui. Con sông nơi thiên cung làm trần thế vàng tí cười, lòng con thỏa vui vì được thay.
thánh linh hằng đêm. Đức thánh linh là dòng sông tươi mát, càng lai láng khắp nơi đêm tươi mới cho lòng con. Đức thánh linh là dòng sông bình an thay, ngày đến giữa chúng con và mang phước thiên tràn tuôn. Con sông này thiên cung làm đời vui mừng mùa cạn, sông thiên cha ban cho ngập tràn niềm hóa vui. Con sông này thiên cung làm chân thế vàng tiếng cười, lòng con thoa vui vì Đức thánh linh hằng bên. Con sông này thiên cung làm đời vui mừng mùa cạn, sông thiên cha ban cho ngập tràn niềm hóa vui. Con sông này thiên cung làm chân thế vàng tiếng cười, lòng con thoa vui vì Đức thánh linh hằng bên. Lòng con thoa vui vì Đức thánh linh hằng bên. Lòng con thoa vui vì Đức thánh linh hằng bên. Amen. Cảm ơn Chúa, chúng con thật cảm động vì sự vận hành của Thánh Linh Chúa. Xin Chúa tiếp tục vận hành trong chúng con. Chúng con cần Ngài, Cha ơi. Chúng con cần Ngài trong mỗi ngóc ngách cuộc đời sống chúng con. Xin cho dòng sông đó tiếp tục chảy trong cuộc đời của mỗi chúng con, để con sông chảy tới đâu thì đem sự tươi mát cho thành của Chúa, dân sự của Ngài tới đó. Thêm yêu thương, thêm năng quyền, thêm chính Chúa trên đời sống con. Thêm yêu thương, thêm năng quyền, thêm chính Chúa trên đời xóm con. Thầu thương Chúa Giêsu với hết cả tâm lòng, thờ tôn Chúa Giêsu với hết cả tâm này, thờ tôn Chúa Giêsu với hết cả năng lực, vì Giêsu Chúa con. Yêu thương, thêm năng quyền, thêm chính Chúa trên đời sống con. Thêm yêu thương, thêm năng quyền, thêm chính Chúa trên đời sống con. Thờ tôn Chúa Giêsu với hết cả tâm lòng, thờ tôn Chúa Giêsu với hết cả tâm này, thờ tôn Chúa Giêsu với hết cả năng lực, vì Giêsu Chúa con. Thờ tôn Chúa Giêsu với hết cả tâm lòng, thờ tôn Chúa Giêsu với hết cả tâm này, thờ tôn Chúa Giêsu với hết cả năng lực, Giêsu Chúa con. Vì Giêsu Chúa con. Amen. Cảm ơn Chúa. Những bài hát này lâu lắm rồi mới hát lại quý vị. Tôi chuyển ngữ bài này từ năm 1992, đã 32 năm rồi. Hội thánh lúc đó, hội thánh tự gia, không có thánh ca, không có PowerPoint, chỉ thuộc lòng, rồi đi đâu cũng hát những bài hát ngắn, đoạn ca như thế này. Và Chúa Thánh Linh, Chúa vận hành ở trong hội thánh. Hội thánh rất yêu thương nhau, hội thánh rất là hiệp một với nhau ở trong sự thờ phượng như thế. Gợi nhớ lại cho tôi hội thánh của Chúa cách đây 30 mấy năm ở Việt Nam, trong phong trào hội thánh tư gia. Và chúng tôi trưởng thành từ ở trong cái đứng lớn lên là trong nhà thờ Tin Lành Việt Nam truyền thống, nhưng mà lại trưởng thành và hầu việc Chúa ở trong phong trào Thánh Linh của Chúa, hội thánh tư gia ở thập niên 88, rất lâu rồi. Cảm ơn Chúa, và những bài này làm cho tôi sống động và mạnh mẽ, đầy sức sống của Chúa. Vâng, bây giờ trước khi chúng ta cầu nguyện cho Y Do Thái, không biết bà nội sáng hôm nay có chuẩn bị tài liệu cho Do Thái không? Bà nội chuẩn bị cầu nguyện cho Israel, họ sắp sửa quyết định một cái vấn đề rất là quan trọng, đó là họ sẽ đánh vào dãy Gaza, đánh vào cái thành trì cuối cùng của Hamas, đó là cái thành phố Rafah. Nơi đó là nơi mà bộ chỉ huy, bộ sậu của Hamas đang rút về đó, và đó là thành trì cuối cùng. Và ở trên thế giới thì đã hình thành lên cái phong trào chống Do Thái và ngăn cản cái việc đó.
và ngạc nhiên hơn đó là phe cánh tả ở tại Hoa Kỳ họ ủng hộ cho việc chống Do Thái, ủng hộ cho việc biểu tình để mà ngăn cản cái chuyện đánh vào Rafah của người Israel. Không sao bà nội không kiếm được thì bà nội cứ ngồi đó, bà nội nhớ cái gì bà nội cầu nguyện cái đó thôi, không sao hết. Vâng, trước khi mà cầu nguyện cho Do Thái đó, để bà nội có thời gian, bà nội chuẩn bị đó, thì chúng ta sẽ cầu nguyện cho việc truyền giáo trước. Thì mình sắp xếp trước vậy đó, để cho bà nội có thời gian, bà nội chuẩn bị, không có bối rối. Cảm ơn Chúa. Bà nội mới vừa xuất viện mà bà nội hoạt động rất là năng nổ ha. Cảm ơn Chúa. Vâng, không biết là Mai Trinh có thể cầu nguyện được trên này không, thì mục sư sẽ mời Mai Trinh cầu nguyện cho sự truyền giáo của hội thánh, tinh thần cá nhân chứng đạo của hội thánh của con cái Chúa. Thì chúng ta cầu nguyện Chúa cho đời sống cá nhân chứng đạo của chúng ta. Vâng, hôm qua thì chúng tôi học về cái bài học về sự chữa lành, thì trong tôi có một cái sự kêu gọi của Chúa. Muốn có quyền năng của Chúa thể hiện rõ ràng đó, thì chúng ta phải dạn dĩ, và đặc biệt là chúng ta phải dạn dĩ làm chứng về Chúa. Và khi chúng ta đi ra nói về Chúa đó, thì Chúa sẽ cặp theo các dấu kỳ và phép lạ. Cho nên suốt hành trình hầu việc Chúa của tôi và nhiều con cái Chúa khác cũng vậy đó, khi mà đi ra đó thì đi về rất là vui. Hỏi sao vui? Nói tại vì tôi thấy quyền năng phép lạ của Chúa xảy ra khi mà tôi cầu nguyện cho người ta. Có đi ra thì mới có cầu nguyện, có đi ra thì mới đụng trận để mà chiến đấu, thì mới thấy quyền năng của Chúa bày tỏ nhiều hơn là ở nhà. Cái đó là cái sự thật mà tôi nói thật ở đây. Bởi vì trong sự hầu Chúa nhiều năm thì tôi thấy như vậy. Cứ mỗi lần đi ra là có người tin Chúa. Đi như cô Diễm đi về Việt Nam thì có một người tin Chúa đó quý vị. Rồi người này người kia đi truyền giáo, lúc nào về cũng nói có người này người kia tin Chúa. Thì trong cái tinh thần cảm kích hưng phấn mạnh mẽ của chúng ta đó, chúng ta đi đến một cái nơi nào lạ đó, chúng ta cũng cảm thấy Chúa thúc giục chúng ta để nói về Chúa. Và khi đó quyền năng của Chúa bày tỏ. Thì có đi ra thì sẽ thấy được phép lạ của Chúa. Mà đó là cái câu kết luận của nhiều các tôi tớ của Chúa cũng nói vậy, các đồng bạn của tôi, những giáo sĩ cũng nói như vậy. Đi ra hầu việc Chúa, làm chứng nhân cho Chúa thì quyền năng và các dấu kỳ Chúa cặp theo. Giống như ở trong Mát, Phúc Âm Mát đoạn 16 câu 20 đó, về phần các môn đồ đi ra giảng đạo và Chúa ở cùng họ, Chúa Giê-xu ở cùng họ và làm cho vững đạo. Vững đạo là sao? Bởi vì khi họ nói thì có những nhu cầu họ phải giải quyết, đuổi quỷ, chữa bệnh, thì Chúa mới bày tỏ quyền năng của Ngài qua việc họ làm chứng. Còn nếu mà ở một chỗ, ở trong nhà đó, thì nhàn cư vi bất thiện, rảnh quá rồi không có làm gì hết, rồi dễ gây ra những cái chuyện không có được lành mạnh lắm. Cho nên chúng ta phải đi ra nói về Chúa. Cái câu chuyện mà con chuột bị mai lại, nó không có đi, người ta có tìm được một cái cách rất là hay, đó là làm sao để mà diệt được chuột. Tôi vẫn thường kể câu chuyện này và tôi cũng tâm đắc về câu chuyện này. Thì có một cái người nghĩ ra cái kế, đó là bây giờ cho nó ăn bã chuột á, thì nó quay về cái tổ chuột, rồi nó chỉ chết có mình nó à, mấy con kia đâu có ăn, chỉ ăn thì mới chết. Thì người ta bèn nghĩ ra một cách, đó là bắt những con chuột và mai đít nó lại. Xin lỗi tôi dùng cái chữ này nó không có được hay lắm, nhưng mà nó như vậy đó. Các nhà diệt chuột á, các nhà mà những cái người mà có cái mẹo đó rất là hay. Và khi mà họ may khâu đít chuột lại đó, thì nó không thể đi vệ sinh được, cho nên nó chỉ ăn thôi mà nó không đi vệ sinh được. Và những cái con chuột đó người ta thả nó về trong tổ, và khi nó không có đi vệ sinh được đó, nó bị đầy hơi, nó bị đau bụng và nó điên lên, bắt đầu nó cắn những con chuột ở trong cái tổ của nó. Và những cái con chuột ở trong tổ đó bị con chuột mà bị điên đó, nó cắn và chính tụi nó hại nhau. Và tôi nghe cái câu chuyện này từ một cái giáo sĩ, ông đã giải thích để mà khích lệ dân sự của Chúa đi ra giảng tin lành. Bởi vì ở một chỗ, ở trong nhà, không có đi ra giảng tin lành, thì thứ nhất là sẽ có những cái chuyện xảy ra trong cái gia đình, trong cái hội thánh. Cho nên phải đi ra giảng tin lành thôi, chỉ còn cái cách đó thôi. Còn cái thứ hai nữa đó là có đi ra thì quyền năng của Chúa mới cặp theo các dấu kỳ và phép lạ cho chúng ta, để cho chúng ta được kết quả. Cho nên bây giờ làm gì làm?
hội thánh phải có tinh thần đi ra, hội thánh phải giảng đạo, hội thánh phải mạnh mẽ, phải đi ra để giảng tin lành. Cho nên giờ này chúng ta hiệp một lại với lại người chị em chúng ta là Mai Trinh. Xin mời người chị em này cầu nguyện Chúa cho hội thánh có tinh thần đi ra giảng tin lành. Chúng ta nói về Chúa trong bất kỳ lúc nào, trong cơ quan, trong công ty, sống bằng hành động, bằng lời nói, giảng bằng hành động, bằng lời nói. Xin Chúa cập theo các dấu kỳ phép lạ cho chúng ta nữa. Xin Chúa giúp đỡ cho hội thánh trong lúc này đây. Và chúng ta phải nói về Chúa thôi. Và chúng ta cũng cầu nguyện cho các hội thánh cũng có tinh thần truyền giảng, truyền giáo, đi ra mạnh mẽ có đời sống chứng nhân. Rồi song song đó thì chúng ta cũng phải trói kẻ mạnh sức nữa. Mai Trinh cùng quý anh chị em hãy cầu nguyện trên tinh thần Ê-phê-sô đoạn 6. Chúng ta trói kẻ mạnh sức ở trong thành phố của chúng ta, ở trong khu vực của chúng ta, vô hiệu hóa các sự thờ cúng hình tượng, các tư tưởng, những cái nếp suy nghĩ xưa cũ, truyền thống của tín ngưỡng người Việt Nam. Đó là thờ cúng ông bà, thờ cúng tổ tiên. Và những cái điều đó chỉ dẫn họ đi xa khỏi Đức Chúa Trời mà thôi. Bây giờ chúng ta cùng hiệp ẩn với Mai Trinh để cầu nguyện cho tinh thần truyền giáo và hủy phá các quyền lực của sự tối tăm ha. Xin mời Mai Trinh cầu nguyện. Amen. Lạy Chúa là Cha kính yêu của chúng con, Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa buổi sáng tốt lành cho chúng con ở trong sự hiện diện của Chúa, cho chúng con tìm kiếm Chúa. Chúa nói là nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước của Ngài và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ thêm cho chúng con mọi điều khác nữa. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa cho chúng con luôn luôn trông cậy và tin cậy nơi Chúa, và Ngài luôn luôn ban cho chúng con tinh thần để mà chúng con bước ra để làm chứng nhân cho Chúa. Chúa ơi, đó là mục đích mà Chúa chọn lựa chúng con để nói về tình yêu thương của Ngài cho những người chung quanh. Chúa ơi, xin Chúa cũng hướng dẫn chúng con, bày tỏ chúng con về tình yêu của Ngài cho những người chung quanh, để chúng con đeo đuổi những gì đem đến sự hòa thuận, đem đến sự gây dựng mỗi đời sống của chúng con để làm gương. Chúa ơi, Chúa nói chúng con là muối của đất, là ánh sáng của thế gian, thì xin Chúa cho chúng con sống một đời sống làm gương. Xin Chúa cho chúng con bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thóc lót người cũ là người hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà làm nên mới trong tâm trí của mình, mặc lấy người mới là người được Chúa dựng nên mới trong dựng nên mới giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và thánh sạch, để chúng con có một cái đời sống thánh khiết, để chúng con có một đời sống làm gương. Chúa ơi, có những điều mà đời sống cũ của chúng con đã làm ảnh hưởng, thì giờ này chúng con cầu nguyện xin Chúa tha thứ để chúng con không sống giống như đời sống chưa được thay đổi, nhưng mà chúng con được Chúa đã biến đổi cuộc đời của chúng con theo từng năm tháng, từng ngày để dẫn dắt chúng con có những thử thách, có những khó khăn để rèn luyện chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Giờ này chúng con cầu nguyện chúc phước cho chúng con mỗi đời sống chúng con, để rồi họ mạnh mẽ được Chúa phấn hưng, để rồi chúng con làm nhân chứng cho Chúa. Và Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện cho tất cả anh chị em của chúng con trong các hội thánh ở trong vùng của chúng con cũng được đứng lên mạnh mẽ, được Chúa sức dầu, để được Chúa dẫn dắt, để chúng con đi ra để chúng con làm chứng cho Chúa, dù chúng con gặp thời hay không gặp thời, nhưng mà chúng con vẫn nói về tình yêu của Chúa để mà tỉnh thức những người chung quanh. Và Chúa ơi, chúng con cầu nguyện cho những người cộng đồng Việt Nam của chúng con, họ sẽ không còn ở trong cái sự mù mờ tâm linh nữa, mà họ được nghe đến tin lành, thì họ không còn cái định kiến nữa. Chúa, giờ này chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus, bởi vì chúng con biết rằng ma quỷ nó là kẻ cướp giết hủy diệt chia rẽ hội thánh Chúa, để rồi chúng con không có cơ hội để nói. Chúa ơi, xin Chúa cho chúng con cũng như những người mà nghe về tin lành, có những người đã nghe nhưng mà họ đã định kiến với những người ở tin lành, thì giờ này trong danh Chúa Jesus mọi cái sự nghi ngờ định kiến, thì giờ này trong danh Chúa Jesus nó không còn nữa, để rồi họ nghe về tin lành thì họ sẽ mở lòng ra tiếp nhận Chúa. Và Chúa ơi, chúng con cũng cầu nguyện cho những người thân của chúng con, những người mà họ luôn luôn có cái tư tưởng là họ là con rồng cháu tiên, thì giờ này trong danh Chúa Jesus nó phải được loại khỏi, để rồi họ sẽ được Chúa thăm viếng, được mở lòng ra để chia, được nghe về tin lành, thì họ dễ dàng tiếp nhận Chúa làm cứu Chúa cuộc đời của mình, để họ trở lại với Chúa, để có mối tương giao với Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi,
chúng con cầu nguyện xin Chúa cho hội thánh Chúa được mạnh mẽ trong lời của Chúa, được mà trung tín ra trong sự bền bỉ học lời của Chúa để bước đi trong đường lối của Chúa, để rồi bước đi ra để nói về Chúa cho cộng đồng. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện để anh chị em của chúng con được vững vàng, được mạnh mẽ, được Chúa dẫn dắt, để rồi khi chúng con đi ra chúng con không ngại, bởi vì chúng con, Chúa nói là chúng con không hổ thẹn về tin lành đâu, nhưng mà chúng con là quyền phép để mà chúng con nói về Chúa cho những người thân, những người mà chúng con gặp. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Chúa ơi, xin Chúa cũng cho mỗi đời sống của con cái Chúa cũng như mỗi đời sống chúng con sẽ luôn luôn sống để làm ánh sáng, để cho chúng con có những cơ hội để chia sẻ niềm tin của mình ở trong nơi chúng con làm việc. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều, và chúng con cũng xin Chúa cho chúng con luôn luôn biết nương cậy và trông cậy ở nơi Chúa trong mọi hoàn cảnh. Chúng con cảm ơn Chúa, xin Chúa tra xét chúng con còn có lối ác nào chăng, dắt chúng con vào ở trong con đường đời đời, dẫn chúng con vào ở trong Chúa, để rồi mỗi ngày chúng con được Chúa dẫn dắt thay đổi, để rồi chúng con bước đi ở trong sự cải trị của Chúa hoàn toàn. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều, để mỗi ngày chúng con được lớn lên, được mạnh mẽ trong Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa, và chúng con dâng hội thánh Chúa lên trong tay của Chúa, xin Ngài dẫn dắt, và chúng con dâng lên Chúa mọi điều, và dâng sự vinh hiển lên cho Chúa. Và chúng con có bấy nhiêu lời thành tâm cầu nguyện nhân danh Chúa Jesus, danh Chúa Jesus Christ. Amen. Amen. Cảm ơn Mai Trinh, xin Chúa ban phước cho Mai Trinh và vọng canh của chúng ta trong tinh thần làm chứng lời Chúa trong một ngày mới, trong tuần lễ giữa tuần này có thêm nhiều người nghe đến tin lành của Ngài. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa Giêsu chúng ta. Chúng ta hát bài hát được sức mới khi con vẫn ngước trông lên Ngài. Vâng, Chúa là đấng ban sức mới cho chúng ta. Chúa là đấng ban cho chúng ta năng lực để chúng ta có thể hầu việc Ngài, có thể nói về Chúa cho những người trong cộng đồng, cho gia đình của chúng ta. Được sức mới khi con vâng ngước trông lên Ngài, vâng ngước trông lên Giêsu, con vâng ngước trông lên Ngài Cha thân. Chỉ vì đêm mai sao giấc mơ bình an trong Chúa luôn, không bên danh Cha đấng sống đời đời. Sầu bi trên đôi cánh của phường hoa tung bay khắp nơi. Được sức mới khi con vâng ngước trông lên Ngài, vâng ngước trông lên Giêsu, con vâng ngước trông lên Ngài. Được sức mới khi con vâng ngước trông lên Ngài, vâng ngước trông lên Giêsu, con vâng ngước trông lên Ngài Cha thân. Chỉ vì đến mãi sau bình an trong Chúa luôn, tôn vinh danh Cha đến sống đời đời. Thiên thu cứu Chúa chỉ vì không suy yếu mỏi mệt thờ khi Giêsu ngài hàng bên những kẻ yếu cầu xin đem yên nguôi lấp sầu bi trên đôi cánh của phượng hoàng tung bay khắp nơi. Tôn vinh danh Cha đấng sống đời đời, thiên thu cứu Chúa chỉ vì không suy yếu mỏi mệt thờ duy Giêsu ngài hàng bên những kẻ yếu cầu xin đem yên nguôi lấp sầu bi cánh của phượng hoa tung bay khắp nơi. Amen. Cảm ơn Chúa. Sáng nay Chúa đã nghe lời cầu nguyện của tất cả chúng con. Chúa có nghe lời cầu nguyện cho chúng con
cho nước Mỹ, của chúng con cho nước Mỹ. Chúng con chúc phước cho nước Mỹ. Tiếp tục ngọn cờ chiến thắng của Ngài sẽ tung bay trên nước Mỹ này. Chúng con cầu nguyện cho sự công bình, sự công chính và sự kính sợ Chúa sẽ trở lại với nước Mỹ qua lời cầu nguyện của Hội Thánh. Cảm ơn Chúa vì lời cầu nguyện của Mấy Trinh trong thời gian qua cũng đã cầu nguyện cho sự truyền giáo. Còn công bố trong danh Chúa Giê-xu rằng Ngài cất đi sự yếu đuối của chúng con, sự nhút nhát của hầu hết trong chúng con, chỉ cho chúng con có sự dạn dĩ để công bố phúc âm của Ngài. Nếu người Phật tử có sự dạn dĩ để nói về niềm tin của họ ở trong cuộc sống thì chúng con cũng sẽ có nhiều cái sự dạn dĩ hơn để nói về sự cứu rỗi của Ngài, là Đấng đã làm nhiều phép lạ trên đời sống của chúng con, là Đấng đã cứu chúng con từ sự tối tăm qua nước sáng láng của Ngài. Con cầu nguyện Chúa ban sự dạn dĩ cho chúng con. Con cũng cảm ơn Chúa vì sáng hôm nay chúng con cũng đã trói buộc tất cả mọi công việc của kẻ ác, của mỗi quyền lực tối tăm ở trên thành phố của chúng con, ở trong khu vực chúng con đang sinh sống. Xin Chúa bảo vệ, xin Chúa bảo vệ gia đình chúng con trước hết, và xin huyết của Ngài gìn giữ bảo vệ chúng con, Hội Thánh của Ngài. Và chúng con cũng cầu nguyện Chúa cho việc chúng con nói về Chúa cho những người cộng đồng. Xin Chúa cho chúng con những ngày tới đây, chúng con đã trói rồi thì chúng con sẽ được tự do để chúng con công bố phúc âm của Ngài ở trong mọi lúc mọi nơi, nơi chúng con có thể nói, nơi chúng con có thể làm việc và sinh sống. Chúng con cảm ơn Chúa thật nhiều. Giờ này chúng con cầu nguyện xin Chúa ban sức mới cho chúng con, để chúng con làm việc ở trong một ngày mới được bình an, được thới thạnh, được may mắn, và Chúa cùng làm việc với chúng con nữa. Chúa ơi, như lời của Ngài phán dạy chúng con ở trong sách Phúc Âm Mát đoạn 16 câu 20, thì chúng con nói về Chúa thì Ngài cũng làm việc với chúng con. Và trong cuộc sống chúng con thì Chúa ở cùng ban phước, chúc phước cho chúng con để chúng con được may mắn ở trước mặt chủ mình, trước mặt nhân viên của mình, trước mặt những người đồng nghiệp của mình, trước mặt những người thân của mình nữa. Chúng con chúc phước cho việc chúng con, công việc của chúng con trong ngày mới. Xin cho chúng con được bình an, được may mắn, được phước hạnh. Chúng con cảm ơn Chúa và thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Vâng, bây giờ chúng ta ý với bà nội. Bà nội, một chiến binh cầu nguyện, đã chuẩn bị những cái tài liệu để cầu nguyện cho Do Thái. Thì xin bà nội nhớ tới một cái vấn đề mà người Do Thái họ đang đứng trước cái thử thách rất là lớn, đó là làm sao để mà tấn công vô cái thành phố Rafah, là cái xào huyệt cuối cùng của Hamas. Bà nội cầu nguyện xin Chúa phù hộ cho Do Thái, cho quân đội Do Thái. Cầu nguyện cho hòa bình Jerusalem. Kính mời bà nội cầu nguyện nha. Dạ vâng, bà nội cầu nguyện nhớ gì thì bà nội cầu nguyện đó ha. Dạ, xin chúng ta anh em yêu dấu của mình cầu nguyện chung với nhau. Tạ ơn ba ngôi Đức Chúa Trời. Một buổi sáng này ban cho chúng con được đến tìm kiếm Chúa với, nhau. Thật là phước hạnh chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Chúa vì sự hiện diện của Chúa ở đây với chúng con buổi sáng. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Và chúng con cầu nguyện hiệp một với nhau cho cầu nguyện cho Do Thái, Israel. Ôi Chúa ơi, Chúa nhắc nhở chúng con ở trong Thi Thiên 122. Chúa nhắc chúng con là phải cầu nguyện cho Jerusalem, cho Israel, tuyển dân của Đức Chúa Trời. Hãy cầu hòa bình cho Jerusalem. Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được thới thành. Phàm kẻ nào yêu mến ngươi sẽ được bình an, trong Thi Thiên 152 cây câu 6. Chúa nhắc nhở chúng con cầu nguyện cho Israel. Con cảm ơn Ngài. Jerusalem là thành phố của Đức Chúa Trời, trong tiếng Hebrew nghĩa là cơ nghiệp của Salon. Amen. Con phải cầu nguyện cho cơ nghiệp của Salon. Amen. Con luôn cầu nguyện cho Israel. Phải Chúa, những người nào tin cậy nơi Đức Chúa, thác nào núi Sion không rúng động hằng còn đến đời đời. Chúng con cầu nguyện Chúa ơi, các núi dây quanh Jerusalem thể nào Đức Giê-hô-va dây phủ dân sự Ngài thể ấy. Cảm ơn Chúa vì lời hứa của Chúa cho chúng con từ rày cho đến đời đời. Vì cây gậy kẻ ác sẽ không đặt lên sản nghiệp của người công bình, hầu cho người không bình đưa tay ra về sự gian ác. Trong sách Thi Thiên 125 câu 1 đến câu 3. Amen. Con cầu nguyện cho dân Do Thái Chúa ơi. Hallelujah. Con theo thống kê hiện giờ thì con biết có 17 triệu người dân Do Thái ở 33 quốc gia trên thế giới hiện nay. Ở 133 thế giới. Quốc gia trên thế giới hiện nay.
Xin Chúa cho người Do Thái được trở lại cùng Chúa và trở lại tiếp nhận Đức Messiah là Đức Chúa Trời chúng con. Chúa ơi, xin Chúa cứu dân tộc Do Thái là dân tuyển chọn của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài. Cũng có họ ở khắp nơi trên thế giới. Theo thống kê thì con thấy là ở Do Thái thì có 8 triệu dân, mà chỉ có 1.8% là Cơ Đốc nhân mà thôi. Chúa ơi, xin Chúa thương xót dân Do Thái. Và tại Mỹ thì họ có ở đây, tại đây là 5.7 triệu người, và tại châu Âu thì mà 1.4 triệu người. Chúa ơi, họ ở khắp thế nơi trải rác trên thế giới. Xin Chúa nhắc nhở họ, chứ là Chúa cho tổng thống Do Thái Netanyahu có lòng kính sợ Chúa hiện giờ và có sự khôn ngoan trong việc điều hành đất nước Do Thái. Con cảm tạ Chúa. Và hiện giờ con thấy có chiếc tranh ở trong những thông tin, và chúng con biết bên Hamas đang tấn công Do Thái quá dữ dội. Đức Chúa Trời ơi, xin Chúa nghe những lời cầu xin của con cái của Chúa, cầu nguyện cho dân Do Thái. Xin Chúa giữ gìn Do Thái được bình an. Ôi Chúa ơi, xin Ngài giữ gìn dân Chúa. Con cảm ơn Ngài cho tổng thống Netanyahu có sự khôn ngoan để điều hành đất nước Do Thái. Và chúng con cũng cầu nguyện, xin Chúa cho đền thờ thứ ba sẽ sớm được tái xây dựng lại tại Jerusalem. Cái đó là cái Chúa cho chúng con có thấy cái hiện tượng Chúa sẽ đến với chúng con. Chúng con nhìn vào Do Thái, Chúa ơi, thì Chúa sẽ đến với chúng con khi đền thờ thứ ba tại Jerusalem sẽ xây dựng trở lại. Ôi Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Cảm ơn Ngài. Chúa ban phước cho mỗi tấm lòng của anh chị em chúng con cũng có tấm lòng hướng về Chúa, kính sợ Chúa, tìm kiếm Chúa, cầu nguyện cho Do Thái cũng như tất cả các nơi. Chúng con cảm ơn Chúa. Cảm ơn Ngài. Nhờ Chúa chúc phước cho phòng cầu nguyện chúng con. Chúa chúc phước cho gia đình mục sư Đông, Diễm, cũng như gia đình chấp sự Ân Vi đã hầu Chúa tại thành Vĩnh Nho. Amen. Chúa thêm sức cho đầy tớ của Ngài. Chúa thêm ơn, thêm quyền năng ân tứ. Chúa ơi, để có những lời giảng dài nóng cháy để chúng con tỉnh thức, vì chúng con không biết ngày cũng không biết giờ, nên chúng con phải cần có một sư giảng dạy chúng con để chúng con được tỉnh thức. Chúng con không được nằm ngủ, vì Chúa đến thình lình. Trong Kinh Thánh là Chúa đến thình lình như kẻ trộm. Thành ra chúng con phải tỉnh thức để chúng con cầu nguyện, trung tín kêu cầu Chúa. Cái chuyện quan trọng nhất của đời sống và đốc nhân là phải tỉnh thức và cầu nguyện. Con cảm ơn Ngài. Xin Chúa chúc phước cho chúng con, mỗi gia đình nhỏ chúng con. Chúa ơi, trong gia đình chúng con và anh chị em con có những công việc làm hàng ngày, mỗi ngày phải đi làm tới công sở, tới các nơi. Các đứa trẻ chúng con thì nó phải lái xe, nó đi lên trường, nó học. Ôi, xin Chúa chúc phước cho các con, các cháu, mẫu tử của con được an toàn, bình an. Chúng ơi, chúng con cầu nguyện thì có một bức màn sắc của Chúa bao phủ che chở gia đình chúng con, các cháu, anh chị em thân yêu của chúng con trong cộng đồng tin Chúa. Chúa ơi, Chúa cho chúng con phải trước hết hãy tìm kiếm Chúa, yêu mến Ngài, cầu xin thì Chúa sẽ trả lời cho chúng con theo những việc gì mà việc lớn và khó thì Chúa trả lời cho chúng con hết. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con có một Đức Trời yêu thương chúng con. Chúa yêu thương chúng con đến nỗi Chúa đã ban con một của Ngài xuống thế gian này để chết thế phẫu cho chúng con, đổ huyết ra vì mỗi chúng con. Nếu trên thế giới này chỉ có một người thì Chúa cũng đã đổ huyết ra vì người đó rồi. Chúa yêu thương chúng con, chúng con phải tôn thờ Chúa hết lòng, và chúng con đem nhiều nhiều người về với biết đến có một Đức Chúa Trời, biết đến tin lành. Xin Chúa cho chúng con mỗi người Cơ Đốc nhân đều biết làm chứng về Chúa, biết đem cộng đồng người thân của mình về để họ được sự cứu rỗi, thì đó là sự cuối cùng Chúa sẽ đến với chúng con.
chúng con cảm ơn Ngài. Nguyện Ngài cho chúng con có được đức tin, thêm sức cho chúng con, để chúng con rao truyền sự chết của Chúa cho đến lúc Ngài đến. Như Chúa đã nhắc chúng con điều đó, phải chúng con phải rao truyền ở ngoài đường, ngoài chợ, ngoài phố. Chúa ơi, bất cứ gặp thời không gặp thời, chúng con cũng nói về Chúa trong người nào đó, để họ biết đến có một ông trời là Đức Chúa Trời, để họ quay trở lại tin nhận Chúa để họ được cứu. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa, những phòng cầu nguyện chúng con mỗi buổi sáng đều mở ra để cầu nguyện. Xin Chúa cho anh chị em chúng con nóng cháy trong sự cầu nguyện. Cầu nguyện được ơn để Chúa nghe, và Chúa sẽ ban phước hơn những gì chúng con cầu xin buổi sáng hôm nay. Mỗi buổi sáng chúng con cảm ơn Ngài. Chúa thêm sức cho đệ tử của Ngài, mục sư Đông và các mục sư ở Zana cũng như ở Cali hoặc Nga. Chúa thêm sức cho gia đình chấp sự Thiên Ân, Thiên Vi. Hội thánh đường nho sẽ được mở ngoan, rộng rãi và có nhiều mới. Chúng con luôn luôn cầu nguyện câu này: có nhiều mới trở lại tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, tin nhận Chúa, vì một linh hồn quý hơn cả thế gian. Con cảm ơn Chúa, Chúa cho chúng con mở miệng ra, chúng con nói trước là chứng nhân cho Chúa, tất cả chúng con đều là chứng nhân cho Đức Chúa Trời. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa một ngày mới. Nguyện Chúa chúc phước trọn ngày hôm nay cho gia đình chúng con trong công việc làm ăn, các đứa trẻ chúng con đi học đi làm, được mọi sự che chắn của Chúa. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con hết lòng dâng lên Chúa lời khẩn nguyện cầu xin tạ ơn Ngài. Chúa luôn luôn ở gần những lời kêu cầu Chúa, tai Chúa lắng nghe và nhận lời cho chúng con. Chúng con cảm ơn Ngài, chúng con tôn cao Chúa, chúng con thờ phượng Ngài, chúng con tin nhận Ngài. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Ngài. Ngài thêm sức cho chúng con hàng ngày. Chúng con tạ ơn Amen. Chúa. Cảm ơn Chúa. Và con hết lòng tôn vinh Chúa và cầu nguyện chung tạ ơn Ngài. Nhân danh Đức Chúa Trời. Jesus. Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Cảm ơn lời cầu nguyện của bà nội rất là cảm động sáng hôm nay. Amen. Yeah. Bây giờ xin chúng ta tiếp tục cầu nguyện cho Israel. Chúng ta cùng hiệp một và tôi sẽ cầu nguyện cho Do Thái giờ phút này. Chúa ơi, dân sự của Ngài được gọi bằng danh của Ngài. Chúa ơi, họ kêu cầu danh của Chúa, họ là tuyển dân của Ngài đang lâm nguy. Và hầu như những người theo phong trào cánh tả đang chống lại họ. Ngay cả những người giỏi phe cánh tả tại Hoa Kỳ cũng đang chống nghịch lại người Do Thái. Bởi vì quyền lợi cá nhân của họ mà quên đi lời của Chúa, quên đi cái giao ước mà Chúa đã thiết lập với dân sự của Ngài. Và chúng con phải có nhiệm vụ để bảo vệ, để yểm trợ, để ủng hộ cho tuyển dân của Chúa thay vì chống lại. Ngày hôm nay con cầu nguyện cho quân đội phòng vệ Israel IDF, xin Chúa gìn giữ họ, nhất là trong cái cuộc chiến chuẩn bị sắp tới đây rất là quan trọng, đó là đánh vào thành trì của Hamas ở thành phố Rafah. Chúa ơi, trong danh Chúa Giêsu, chúng con cầu nguyện xin Chúa ngăn trở sự bước tiến của kẻ thù nghịch, và họ đang xây dựng những cái đồn lũy để đối phó lại với cuộc chiến sắp tới của Israel. Do vậy, chúng con biết được chương trình của dân sự của Chúa ở trong việc tấn công vào Rafah để xóa sạch Hamas là cái tổ chức Hồi giáo cực đoan, mà nếu như không có tiêu diệt, không có chấm dứt thì nó sẽ là hậu họa, nó sẽ là hiểm họa khó lường ở trong tương lai. Cho nên thủ tướng Netanyahu và quân đội của ông, quân đội phòng vệ đã quyết tâm để mở cái cuộc chiến này, nhưng mà trong những ngày qua thì bị đình trệ, bị trì trệ nhiều kiểu, nhiều cách, và có dấu hiệu là ông sẽ bị truất phế, ông sẽ bị ám sát, ông sẽ bị ngăn cản, và nhiều cái sự ngăn cản. Tuy nhiên chúng con cũng nghe nói đến thông tin của dân sự của Chúa, hầu hết người dân trên 70% ở tất cả mọi lứa tuổi đều đồng ý là phải đánh chiếm cái đồn lũy cuối cùng ở Rafah để mà tiêu diệt Hamas. Trong khi cánh tả thì muốn dấy lên phong trào này, cũng như muốn đưa Hamas vào trong bộ sậu của
Palestine để làm lãnh đạo, để trở nên một chánh quyền hợp pháp. Thật là nguy hiểm cho dân sự của Ngài. Và điều đó cũng ứng nghiệm cho Kinh Thánh trong những ngày sau rốt đối với tuyển dân của Chúa. Chúa ơi, do vậy, Hội Thánh Chúa sẽ cầu nguyện để những ngày tai họa sẽ được giảm bớt trên tuyển dân của Chúa. Trong danh Chúa Giê-xu, chúng con cầu nguyện Chúa cho Tổng thống, cho Thủ tướng Netanyahu và quân đội Do Thái. Trong lúc này đây, họ cần sự cầu nguyện, cần sự hỗ trợ của Hội Thánh khắp nơi trên thế giới. Con cầu nguyện cho họ được sự vững vàng, sự mạnh mẽ. Con cầu nguyện cho tất cả các con tin được thả ra. Đó là lý do vì sao mà Hamas họ vẫn còn giữ hơn 100 con tin. Và ngay từ đầu họ đã bắt cóc rất nhiều con tin. Hơn 225 con tin đã bị bắt giữ, bị hãm, bị đối xử kinh hoàng. Và hiện nay chỉ còn hơn 100 người con tin bị giữ, cầm giữ để làm cái phương tiện trao đổi và gọi là những cái chính sách để mà tiếp tục kìm hãm Do Thái. Chúa ơi, đáng lẽ thế giới phải thấy điều đó, nhưng Iran đứng đằng sau cái vụ việc này, và chánh quyền hiện tại của Hoa Kỳ, Joe Biden cũng dường như đang đứng đằng sau chuyện này để gây nên sự bất ổn ở tại Israel, Do Thái. Chúa ơi, chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu, xin Chúa hủy phá tất cả những cái sự tối tăm này, và con cầu nguyện với sự tự do đến, sự bình an đến, như lời cầu nguyện vừa qua của mẹ con là bà nội Hallelujah đã cầu hòa bình cho Jerusalem cùng với anh chị em ở trong vòng canh mày sáng hôm nay. Trong danh Chúa Giê-xu, chúng con cầu nguyện cho Israel, cho quân đội của họ, cho cái vòm sắt bảo vệ cho thành phố, các lãnh thổ của Israel được bình an. Cảm ơn Chúa vì Hezbollah đã im tiếng súng. Hezbollah đã thất bại trong vấn đề bắn tên lửa vào Do Thái trong những ngày qua, cũng như Iran và Houthi đã thất bại trong hoàn toàn ở trong các chính sách của họ, cũng như cái đòn tấn công của họ đã bị vô hiệu hóa. Chúng con chúc phước cho Israel những ngày tới đây sẽ sớm chiến thắng ở Rafah, và họ sẽ giải giáp cái Hamas, giải thể Hamas, và bắt đi những tướng lãnh hàng đầu này phải trả giá cho những cái hành động của họ đã gây nên ở trong cái sự kiện ngày 7 tháng 10 của năm 2023 vừa qua. Chúa ơi, Chúa ơi, xin Chúa cũng nhớ tới nước Mỹ, nhớ tới những người trong cánh tả, họ đã làm trái ngược lại với lời của Chúa. Xin Chúa ngày mở mắt họ, xin Chúa cho họ được trở lại với lời của Chúa và chân lý, với giao ước đời đời mà Chúa đã lập với dân sự của Ngài, để rồi họ biết mình phải làm gì. Còn xin Chúa ngày nhớ tới tình hình chiến sự ở tại Do Thái, và sớm hóa giải tất cả những điều này để cho Israel trở lại bình yên. Và trong chúng con cũng có những cái chương trình và dự định đi Do Thái trong dịp tháng 10 vừa qua, nhưng cũng đã bị hủy bỏ bởi vì chiến tranh. Cho nên chúng con cầu nguyện để mong tất cả mọi sự trở lại bình thường, để học cho chúng con có được cơ hội để cùng với nhau đi đến thăm sứ thánh của Chúa. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Cha ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì không phải chúng con không biết mưu kế của ma quỷ, nhưng chúng con sẽ phục Đức Chúa Trời để chống trả nó, để nó trốn khỏi chúng con. Buổi sáng hôm nay, chúng con đối diện với vấn đề của Hội Thánh, chúng con đối diện với các vấn đề của xác thịt, và chúng con đối diện với kẻ thù của chúng con, đó là ma quỷ. Chúng con không ngại để chiến đấu với chúng nó, bởi vì không phải chúng con, mà là Chúa, Ngài đang đồng hành với chúng con. Ngài đang đầy dẫy trong chúng con và ban cho chúng con sự mạnh mẽ, quyết chiến để chúng con hầu việc Chúa một cách dạn dĩ, không hề sợ hãi gì. Xin Chúa làm trong sạch Hội Thánh của Ngài, và Chúa quét những cặn bã, những rác rến, dòng sông Thánh Linh của Ngài làm cho trôi những cái rác rến ở trong nhà của Chúa, để cho chúng con có được sự bình yên để phát triển công việc của Ngài. Chúng con cảm ơn Chúa. Người ta thường có câu thù trong giặc ngoài, và điều đó đang xảy ra dường như đối với nhiều hội thánh hiện nay trên nước Mỹ này, với Hội Thánh Chúa hiện nay. Đó là một trận chiến thuộc linh, nó thật sự nó diễn ra. Không chỉ bên ngoài là kẻ thù nghịch chúng con, nhưng mà bên trong ma quỷ nó cũng đặt để những cái đồn điền, đồn lũy của nó để tấn công Hội Thánh của Ngài. Chúng con vô hiệu hóa nó trong danh Chúa Giê-xu, để Hội Thánh của Chúa được an toàn, được bình an. Con biết có những người cũng lén theo dõi, cũng lén để nghe những cái âm thanh cầu nguyện này, để thêm những lời chỉ trích, để thêm những lời gây cấn, khó khăn cho Hội Thánh của Ngài. Nguyện xin Đức Chúa Trời trói buộc những cái sự do thám đó, bởi vì đó là cái tà linh của
Pharisee mà họ đã do thám Chúa Giêsu trong chức vụ của Ngài, và những người an ninh nào đang lẻn vào đây, đang ở nghe lại những cái lời cầu nguyện này. Con xin Chúa thăm viếng họ, cho họ có cơ hội để tiếp nhận Chúa Giêsu. Đó là những người ở ngoài, nhưng có những người ở trong hội thánh của Ngài, có những tín đồ họ lẻn vào, họ do thám chúng con cầu nguyện, họ bắt bẻ những lời cầu nguyện của chúng con. Xin Chúa tha thứ cho họ. Xin Chúa dùng lời cầu nguyện này để đem họ đến sự ăn năn. Chúng con biết rằng Chúa đang ở giữa với chúng con, và Ngài sẽ hành động theo công việc của Ngài. Ngài trả lại, Ngài đối đãi lại những gì mà những người không biết họ đã làm nên những sự khó khăn cho công việc của Chúa. Nhưng chúng con cầu xin Chúa thương xót và giảm những cái tai họa, những cái sự trừng phạt trên những con người này. Xin Chúa thương họ bởi vì họ không biết điều họ làm. Xin Chúa đem họ ra khỏi sự cay đắng buồn phiền nếu như họ đang nghe những âm thanh này buổi sáng hôm nay. Chúng con cầu nguyện xin Chúa giải cứu họ, xin Chúa cho họ trở nên kết quả và trở nên giống như Chúa mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Chúa ơi, sáng hôm nay chúng con cũng cầu nguyện Chúa cho nan đề mà Thu Hồng vừa mới đưa ra, đó là phòng cầu nguyện cho tiến sĩ bị tai biến đang nằm trong bệnh viện. Trong danh Chúa Giêsu, con cùng hiệp một với đức tin của Thu Hồng và của từng chiến binh cầu nguyện giờ phút này. Con cầu nguyện cho tiến sĩ. Chúa ơi, đây là một linh hồn, đây là một người cần phải sống để ngợi khen Đức Chúa Trời. Con cầu nguyện cho hội thánh, cho cái nhóm đang cưu mang cho tiến sĩ đang cầu nguyện cho em. Trong danh Chúa Giêsu, con cầu nguyện Chúa, xin Chúa thêm ơn cho họ quyền năng trong lời cầu nguyện của những người này, để họ có thể cầu nguyện và giúp đỡ cho tiến sĩ, và đặc biệt tiến sĩ đang ở trong cái tai biến. Chúa ơi, Chúa thương người này. Con không biết người này sanh ra chắc chắn không phải để chịu tai họa như vậy. Con người này sanh ra để được phước. Trong danh Chúa Giêsu Christ, hỡi ma quỷ, ngươi phải trả lại sự vui mừng cho người này. Ngươi phải trả lại sự khỏe mạnh cho người này. Ngươi phải trả lại tâm thần, tinh thần tươi mới cho người này, và phục hồi lại trong danh Chúa Giêsu Christ. Tha sai sa thê, đã ra lệnh cho ngươi phải chấm dứt công việc của ngươi và lui ra khỏi người này. Người này sẽ có tâm trí trở lại bình thường như đứa trẻ ở trong sách Phúc Âm Mát đoạn 9. Cảm ơn Chúa. Con cầu nguyện Chúa cho tiến sĩ. Lần nữa con giao phó người đàn ông này. Xin Chúa thương xót và chữa lành cho em, thì em được giải cứu. Chúa ơi, cảm ơn Chúa và dâng tiến sĩ trong tay của Ngài. Con cầu nguyện cho vấn đề tai biến. Xin Chúa cứu em và cho em ra khỏi, bởi vì em còn vợ và hai con rất là nheo nhóc, rất là thương tâm. Chúa ơi, xin Chúa thương xót. Chúa đặt để lòng thương xót này trong lòng chúng con. Chúng con nhớ đến câu chuyện người mù ở thành Jericho đã la lên, và người ta kêu ông im, người ta bịt miệng ông, nhưng ông càng la lớn hơn. Ở đây cũng có những người la lớn hơn. Chúa ơi, ai có thể bịt miệng chúng con? Không ai được. Trong danh Chúa Giêsu Christ, chúng con công bố rằng Đức Chúa Trời của chúng con, Ngài là đấng giải cứu tiến sĩ và đem tiến sĩ ra khỏi hoàn cảnh đau bệnh này. Chúng con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con xin dâng buổi sáng hôm nay trong tay của Chúa với lòng biết ơn Ngài. Chúng con đầy sự vui mừng bình an ở trong tay của Chúa, và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Đức Chúa Giêsu Christ. Amen. Vâng, chúng ta còn vài phút để chúng ta hỏi thăm bà nội rồi chúc phước cho nhau. Bà nội ơi, nãy giờ bây giờ con mở lên cái tiếng của bà nội nha. Bà nội bấm vô cái ok cái là có được cái tiếng. Rồi. Ở trong chúng ta bây giờ thì buổi cầu nguyện của chúng ta đã vừa xong rồi. Vâng, chúng ta chào nhau rồi chúng ta tạm dừng ở đây quý vị ha. Tiết Hương nói với bà nội đó. Tiết Hương với Mai Trinh nói cái giọng giống nhau quá. Anh mình hình như là nữ nói chuyện giống nhau quá, mà biệt được luôn. Thu Hồng có nói gì với bà nội không? Thu Hồng cầu nguyện cho bà nội. Thu Hồng ơi, bà nội được sống với hội thánh, như nhóm cầu nguyện của mình. Amen. Bà nội chưa có đi về Chúa được bây giờ. Bà nội phải tạm bé nữa mới được. Bà nội nói bà nội muốn sống, thành ra Chúa cho bà nội sống thêm. Amen. Nhớ cầu nguyện cho bà nội Thu Hồng ơi. Dạ. Chúa sẽ làm điều lòng bà nội ước ao.
Amen. 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 Bà nội bấm vô cái video đi, bà nội bấm vô cho tụi con có hình bà nội luôn đi. Đúng à. Nào. Nè con mới vừa ask to start video nè, bà nội bấm vô ok là được. Đó, bấm vô cái máy quay phim á. Dạ, bấm vô cái máy quay phim là thấy được hình bà nội. Đó. Máy quay phim là chỗ nào mà nó. Dạ khỏi đi, khỏi đi. Rồi. Rồi Lượm, Lượm có nói gì với nội không? Lượm Cà Mau nè, cũng cầu nguyện cho Lượm hoài đó. Dạ, chú. Dạ, nghe nội ơi. Đặng là chiến sĩ cầu nguyện của Chúa mà. Ừ. Chú cho nguyện cho mấy đứa con nó kính sợ Chúa, có thằng gì đó nó giỏi lắm mà. Ừ. À, Thu Hồng nhắn tin cho bà nội nè, thấy bà nội cầm giấy cầu nguyện thật cảm động, thương bà nội quá. Đây là tấm lòng thành mà Đức Chúa Trời đang tìm kiếm và Ngài rất đẹp lòng. Cảm ơn Chúa về tấm gương của bà nội. À, Thu Hồng. Cảm ơn. Lời Thu Hồng nữa nha. Tống như hội thánh. Thu Hồng đang làm phải không? Đang ở phòng. Ồ, vậy Thu Hồng cầu nguyện chúc phước cho bà nội đi. Xin Chúa ban phước cho bà nội. Đúng rồi, mình còn chút thời gian mà. Dạ. Cho bà nội, Thu Hồng cầu nguyện cho bà nội sống thêm nhiều ngày trên đất với hậu thánh mình, với con cháu mình. Thấy Thu Hương cũng muốn nói nữa nè. Rồi bây giờ Thu Hồng cầu nguyện trước đi ha. Rồi mời Thu Hồng. Dạ. Chúa ơi, con cảm ơn Chúa thật là nhiều, con thật là vui mừng, cảm tạ ơn Chúa, ngợi khen Ngài. Thì chúng Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng con và Ngài đã chữa lành cho bà nội và phục hồi sức khỏe cho bà nội để bà nội trở về nhà. Và buổi sáng hôm nay bà nội cũng vào trong vòng canh của chúng con để cầu nguyện. Chúa ơi, chúng con cảm ơn Chúa vì tấm lòng của bà nội luôn yêu mến Chúa, kính sợ Chúa và luôn tìm kiếm Ngài. Bà nội không nề hà trong sự bệnh tật mệt mỏi, nhưng mà bà nội trỗi dậy dù là sau những ngày ở trong bệnh viện, nhưng bà trở về trước hết thì bà lại tìm kiếm Chúa. Bà bước vào trong sự cầu nguyện và bà để cái tấm lòng hướng về Ngài. Đây là một cái tấm gương mà Chúa Ngài đã cho chúng con hết thảy trong vòng canh này để nhìn thấy và tiếp tục noi gương theo tấm gương của bà. Nguyện xin Chúa thêm sức của Ngài, độ ơn của Ngài và tiếp tục nâng đỡ bà nội, chữa lành cho bà nội một cách hoàn toàn. Con cầu nguyện Chúa để xin Chúa cho bà nội có trí nhớ thật là tốt, để bà nội có thể đọc lời của Chúa, bà nội nhớ lời của Chúa và bà nội nhớ được những nan đề, những con người mà Chúa đặt để trong tấm lòng để bà nội cầu nguyện và cầu thay. Con cũng cầu nguyện Chúa để xin Chúa cho bà nội có trí nhớ trong vấn đề ăn uống, cũng như là uống thuốc rồi nghỉ ngơi, điều chỉnh lại sức khỏe của mình bởi ơn của Chúa ban cho. Con cầu nguyện Chúa để xin Chúa thêm sức, bởi vì Chúa nói rằng người nào trông cậy trên Giê-hô-va thì sẽ được cất cánh bay cao như chim ưng, chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi. Thì con tin chắc rằng Đức Chúa Trời này đẹp lòng, này tấm lòng của bà nội luôn luôn nhờ cậy Chúa, tìm kiếm Chúa trên cuộc đời của mình. Nguyện xin Chúa ban phước lại cho bà một cách đầy ơn của Chúa, dồi dào trên sức khỏe của bà. Xin Chúa cho bà có một cái giấc ngủ ngon, cho bà có một cái ngày được tươi mới và trỗi dậy với thân thể khỏe mạnh, một thân thể vui mừng, một cái tâm trí bình an, một cái sự sức dầu tươi mới của Ngài ở trên đời sống của bà nội, để rồi bà nội sẽ sống vui, sống khỏe và sống ở trong ơn của Ngài, để tiếp tục là chiến sĩ cầu nguyện cho con cái của mình, cho cháu chắt của mình, cho những người thân của mình và cho hội thánh của Ngài nữa. Những điều bà nội ước ao khao khát thì Chúa Ngài sẽ đổ đầy cho bà, Chúa Ngài sẽ làm thành điều bà ước ao khao khát, là để bà sống, sống bình an, sống khỏe mạnh, sống hầu việc Đức Chúa Trời, sống là một người cầu nguyện cầu thay. Và Chúa ơi, con cầu nguyện để rồi Chúa bổ sức mới lại cho bà, tâm trí của bà được tỉnh táo, tâm trí của bà được tươi mới, bà có một cái tâm trí được sáng suốt và trí nhớ thật là tốt lành ở trong ơn của Ngài. Để rồi Chúa ơi, bà sẽ tiếp tục bước đi, càng đi thì sức lực càng thêm từ nơi Chúa ban cho, để mỗi buổi sáng chúng con nhìn thấy được bà, đó là một cái tấm gương, một cái động lực, một cái niềm tin, một cái sự
nhắc nhở cho mỗi đời sống của chúng con. Nguyện xin Chúa cho chúng con thấy được tấm lòng của bà, mà thấy được đức tin của bà, thấy được tấm gương của bà, và tiếp tục noi theo. Nguyện xin Chúa sử dụng cuộc đời của bà nội còn lại ở trên đất này là một nguồn phước cho những người chung quanh. Để rồi Chúa ơi, bà nội mỗi ngày Chúa cho bà nội ăn ngon, ngủ ngon, khỏe mạnh, và Chúa cải dọn giường, hồi phục sức khỏe lại cho bà nội một cách hoàn toàn, để rồi bà sẽ vui mừng ở trong Chúa luôn luôn, để rồi bà luôn cảm tạ ơn Chúa, sự yêu mến Ngài càng ngày càng mạnh mẽ hơn, và bà được đi đứng được khỏe mạnh, để chẳng những vào trong phòng Zoom cầu nguyện mỗi buổi sáng, mà bà còn đến nhà của Chúa mỗi buổi Chủ nhật để thờ phượng Ngài nữa, để rồi bà giúp đỡ và gây dựng cho những người xung quanh của bà. Con cảm ơn Chúa vì mặc dù bà không có bà có tấm lòng trông cậy nơi Chúa, và bà luôn luôn ghi chép những cái note xuống để bà có thể cầu nguyện. Ôi Chúa ơi, đó là điều mà chúng con cần phải học hỏi, và chúng con cảm ơn Chúa vì Chúa ban ơn cho bà, Chúa gìn giữ mạng sống và sức khỏe, ban niềm vui cho bà mỗi ngày nha Chúa. Để rồi Chúa ơi, chúng con luôn luôn cảm tạ ơn Ngài ở trong mọi sự. Cảm ơn Chúa vì Chúa dùng bà nội để luôn cầu nguyện cầu thay cho chúng con, là những người trẻ trong hội thánh, là có chức vụ trong hội thánh, là những người đang dấn thân, thì bà luôn luôn nhớ để cầu nguyện cầu thay. Nguyện xin Chúa ban phước lại cho bà một cách mỗi phần, ban ơn cho bà, để rồi Chúa ơi, bà được bình an ở trong Ngài, sự vui mừng, sự sức giàu vui mừng của Chúa tuôn tràn trên thân thể của bà, sức sống phục sinh của Chúa tuôn tràn trên thân thể của bà, để rồi Chúa ơi, bà được khỏe mạnh mỗi ngày. Chúng con cảm ơn Chúa, Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng con, và chúng con biết ơn Ngài. Chúng con dâng gia đình bà nội, chúng con dâng những điều ước ao của bà nội, cầu nguyện cầu thay cho con cháu của mình, cháu nội cháu ngoại, con trai con gái, con dâu con rể của mình được được ở trong nhà của Chúa như lời mà bà cầu nguyện, như lòng bà ước ao, như sự trung tín và kêu cầu với Chúa. Bà tiếp tục gõ, Ngài sẽ gõ mở cánh cửa cứu rỗi của Chúa cho tất cả dòng tộc và con cháu trong gia đình của bà. Ước ao của bà, con cảm ơn Chúa nhiều lắm. Con biết ơn Ngài và con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Chúa, cảm ơn lời cầu nguyện của Thu Hồng. Rất là khích lệ. Rồi trước khi chúng ta chào nhau, Thúy Hương có muốn có điều gì không? Thúy Hương mới vừa gửi lời vừa gửi vài lời nhắn tin cho bà nội đây. Amen. Thương bà nội vừa xuất viện về nhà mà cũng hết lòng vào phòng cầu nguyện cho nhau, cho dân tộc. Thi Thiên 90 câu 12: cầu xin Chúa dạy chúng tôi biết đếm các ngày chúng tôi, hầu cho chúng tôi được lòng khôn ngoan. Amen. Thật là ý nghĩa quý vị. Dạ, Chúa cho bà nội đang đếm các ngày của bà nội đó. Vâng, cái gương của bà nội là cho chúng ta học tập, đó là biết tận dụng thời giờ, biết đếm các ngày. Mình biết rằng nếu như mà mình biết rằng ngày mai mình sẽ không còn sống trên thế giới này, thì chắc chắn là ngày hôm nay mình sẽ để dành từng cái thời gian, mình chia cái thời giờ ra để mà mình có thể làm cái điều gì đó trước khi mình từ giả, phải không? Cho nên đếm các ngày của chúng ta là biết quý, biết trân trọng từng ngày Chúa cho mình, để mà sử dụng nó theo ý muốn của Đức Chúa Trời, thay vì làm cái điều cho mình thì làm cho Chúa. Mình cân nhắc để mà mình sống cho Đức Chúa Trời. Thì bà nội đang nêu cái tấm gương đó, vừa mới xuất viện thì đi vào cầu nguyện liền, không có cái gì khác ngoài sự cầu nguyện. Cảm ơn Chúa, cảm ơn bà nội nhiều. Rồi bây giờ chúng ta tạm dừng đây. Bye bye Mai Trinh. Mai Trinh muốn nói gì không? Cảm ơn Chúa đã cho bà nội trở lại lợi hại hơn xưa. Amen. Khích lệ quá. Cảm ơn cảm ơn Mai Trinh. Phải thả tim mới được. Cảm ơn Chúa, cảm ơn bà nội, nhờ bà nội đó, nhờ bà nội. Amen. Hôm nay với phòng cầu nguyện cho con nên con mới mạnh mẽ. Cầu nguyện cho tụi con giữ sự trung tín. Amen. Hãy giữ sự trung tín cho đến chết. Bà nội, các người. Bà nội nhớ cầu nguyện cho Hà Đì nữa ha. Hà Đì là con của Mai Trinh á, lúc nào bà nội cầu nguyện cho Yahoo, bà nội cũng cầu nguyện cho Hà Đì hết á. Cảm ơn Chúa. Rồi. Một cái tờ táo quân trước mặt lợi hại thiệt. Cầu nguyện xa hơn nữa đó, Mai Trinh còn cầu nguyện cho chúng nó sẽ có những người bạn gái, gia đình cũng tin kính Chúa. Amen. 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 Dạ dạ.
giống thôi nó quen với người ngoại là không được. Đúng rồi, đình giống như con, cháu mang ách chung với kẻ chẳng tin. Đó, con nguyện cho các cháu con đó. Từ đứa cháu mình đó, nó có cái đường hướng là đi theo Chúa để nó quen những cái người gia đình tin kính Chúa. Cái gia đình đó phải tin kính Chúa. Dạ. Amen. Rồi, bà nội nghỉ ngơi cho khỏe ha. À, sáng bà nội đọc vô trong cái tờ giấy đó làm cho Thu Hồng lung lung linh, bà Thu Hồng cảm động quá. Thấy bà nội cầm cái tờ giấy đó là Thu Hồng được khích lệ. Cho nên bà nội tiếp tục cầm giấy để đọc để có thông tin nữa nha. Ủa sao Thu Hồng mắt tỏ dữ vậy, không thấy hay hay vậy. Chú ơn phước cho Thu Hồng, Minh Thanh nha, My Tờ, Đà Bích nha. Wow, tất cả những đứa trẻ mình. Amen, bà nội nhớ hết từng người ha. Dạ. Dạ. Rồi xin Chúa ban phước cho các chị em mình trong công việc ha. À, mình gặp nhau lại vào ngày mai. Dạ. Rồi, bye bye Mai Trinh, bye bye Thu Hồng. Sư, bye bye. Kính chào bà nội. Dạ. Bye bye tất cả anh chị em trong